Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 196. Đám mây phía trên. Tiêu Phàm nheo mắt, trong lòng có loại cảm giác khó hiểu, luôn cảm thấy cấn phải hoảng. Chẳng lẽ này ma thành so với ta tưởng tượng nguy hiểm? Tiêu Phàm âm thầm cô. Hắn đã có rất ít loại này vô duyên vô cớ cảm giác, mỗi lần xuất hiện loại cảm giác này, đều sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Không được, ta phải lại đi xa một chút. Cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị thối lui thời điểm, xa xa hải đảo vậy mà đình chỉ lên cao, Tiêu Phàm vội vàng ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên, hải đảo phía trên phương tách ra từng đạo ô quang, có vô số thần văn lưu chuyển, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc. Dị ma cũng sẽ thần văn, không chờ hắn lấy lại tinh thần, hư không tựa như mở ra một đạo kết giới, dường như liên thông một cái khác thời không, rậm rạp chẳng chịt bóng đen hiện lên mà ra. Bóng đen không lớn, cũng chỉ có hai thước lớn nhỏ, dẹp đầu, lớn có bát túc, nhảy vọt như kiếm, dị thường sắc bén, lăng lệ. Bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, hư không vậy mà xuất hiện hỗn loạn tưng bừng, còn có thể nhìn thấy vô số kiếm khí đang lóe lên. Thứ quỷ gì, Tiêu Phàm yên lặng. Đây thật là dị ma. Làm sao bọn chúng dường như đều là trời sinh kiếm đạo cao thủ, so với hắn thấy qua đại bộ phận kiếm tu còn kinh khủng hơn, mấu chốt là số lượng này quá kinh khủng. Hơn nữa, yếu nhất dị ma, đều tản mát ra thánh đế cảnh đỉnh phong khí tức, hơn nữa còn chỉ là số ít. Mặt khác, cơ bản đều là nhất tinh ma tôn, nhị tinh ma tôn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Quay người liền chuẩn bị rời đi, nơi này tuyệt đối giữ lại không được. Lấy hắn tu vi, nếu là bị những cái này dị ma phát hiện, tuyệt đối liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chỉ là, không đợi hắn quay người, liền tựa như bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, sau một khắc, vô số dị ma giống như lợi kiếm một dạng đạp không mà lên, hướng về nó chảy ra mà đến. Bị phát hiện, Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Thế nhưng là cực kỳ bất phàm a, chính hắn cũng 10 điểm tự tin, làm sao có thể bị phát hiện đây? Không đúng, không phải ta bị phát hiện, Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó bỗng nhiên quay người. Chân trời, mấy cỗ cường đại khí tức từ đằng xa chảy ra mà tới, Tiêu Phàm biến sắc, cỗ khí tức kia, dĩ nhiên là hướng về hắn đến. Mặc dù rất xa, nhưng Tiêu Phàm cũng thấy rõ một người trong đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lý Thanh Chủ. Tiêu Phàm vô cùng phẫn nộ. Hắn có lẽ không biết nơi này có một tòa ma thành, có thể Lý Thanh Chủ nhất định là biết đến. Gia hỏa này cố ý phóng xuất ra khí thế, khiêu khích dị ma, là muốn đưa mình vào tử địa. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ dị ma ứng phó hắn sao? Mặt khác, Lý Thanh Chủ lại là làm sao phát hiện mình ở chỗ này đây? Một loại cường đại cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, hắn bỗng nhiên chia ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân. Lập lại chiêu cũ, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Tiêu Phàm, người trốn không thoát đâu. Lý Thanh Chủ cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức, lập tức quát lên một tiếng lớn. Về phần những cái kia kiếm đủ dị ma, hắn hoàn toàn không để ở trong mắt một dạng. Một bên Ngạo Phong nhíu mày, Lý Thanh Chủ đã bị cừu hận che đậy đầu não, cứ như vậy xông đi lên, những cái kia dị ma, có thể chưa hẳn không dám giết hắn. Dù cho Lý Thanh Chủ là thần các người, nhưng dị ma thế nhưng là lục thân không nhận. Hắn nghĩ nhắc nhở, có thể Lý Thanh Chủ đã mang theo hắn thuộc hạ sông tới, Ngạo Phong lông mày nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ ta đoán huyết tinh nguy cơ, chính là những cái này bát túc kiếm ma? Ngạo Phong trong lòng thầm nhủ nói. Những cái này dị ma, tên là bát túc kiếm ma, thực lực ngập trời, chính là trời sinh kiếm đạo dị ma cùng giết chóc dị ma. Huyết hồn kiếp hải. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà thành một mảnh ma quỷ địa phương, dù cho thiên hoang người, cũng không dám ở nơi này xây thành trì, chỉ có thể ở lối vào trông coi. Bởi vì cho dù ngươi xây thành trì, cũng nhất định sẽ bị đám này biến thái cho san thành bình địa. Nơi này có thể nói, chính là bát túc kiếm ma thiên hạ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Ngạo Phong không đề nghị Lý Thanh Chủ ở trong này làm to chuyện, nhất là ở dị ma chưa tỉnh lại. Cũng may cái này bát túc kiếm ma, mỗi qua nửa năm thời gian, liền sẽ ngủ say nửa năm, cũng là không thể giết ra huyết hồn kiếp hải. Bằng không mà nói, không biết có bao nhiêu ma quật sẽ gặp nạn. Mặt khác, ở bát túc kiếm ma thức tỉnh nửa năm này, huyết hồn kiếp hải,
bình thường là không biết có thiên hoàng tu sĩ dám đặt chân, chết đều không người cho bọn hắn nhặt xác. Hẳn không phải là, đội trưởng là thần các người, tới nơi này truy sát thiên hoàng phản đồ, cùng bọn hắn nước sông không phạm nước giếng, bọn chúng không nghĩ ngủ say thời điểm bị thần các xóa đi, hẳn là sẽ không giết đội trưởng. Ngạo Phong phân tích nói. Nghĩ vậy, hắn mới thở dài một hơi. Chỉ cần giết Tiêu Phàm, bọn họ lập tức rời khỏi huyết hồn kiếp hải, hẳn không phải là việc khó. Kỳ thật, ở Ngạo Phong xem ra, giết chết Tiêu Phàm biện pháp tốt nhất, chính là để Bát Túc Kiếm Ma ứng phó hắn, căn bản không cần thiết tự mình động thủ. Bọn họ chỉ cần giữ vững rời đi huyết hồn kiếp hải cửa ra vào là được rồi, Tiêu Phàm tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Nhưng Lý Thanh chủ lại là muốn tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm chết đi, cho hắn đệ đệ Lý Thanh Liên báo thù, Ngạo Phong cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Lúc này, Lý Thanh chủ đã chém dụng Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân, Bát Túc Kiếm Ma cũng xông tới, có thể quỷ dị cũng không có động thủ. Tiêu Phàm bản tôn quay đầu nhìn một cái, lại là nhìn thấy Lý Thanh chủ là trong tay, nắm một khối thần các lệnh bài. Những cái kia dị ma nhìn thấy thần các lệnh bài, vậy mà không có lựa chọn động thủ. Lý Thanh chủ, người rất tốt, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, khó trách Lý Thanh chủ dám như vậy công khai, không để ý dị ma uy hiếp, cũng phải bộc phát ra khí thế cường đại. Nguyên lai, những cái này dị ma không dám ứng phó thần các người. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là, bản thân thủ hộ thần điện tư cách lệnh bài, không biết hữu dụng không đây. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không dám đánh cược, vạn nhất vô dụng, bản thân nhưng là không có mệnh. Muốn chết thì cùng chết, Tiêu Phàm hai mắt đỏ lên, giống như một đầu dã thú khát máu, dường như làm một cái chật vật quyết định một dạng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, đồng thời hét to nói, Lý đại nhân, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu bố trí xong, lập tức cũng có thể diệt này ma thành, ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm, ta đây liền cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thanh âm hắn nhưng là dùng hết toàn lực hét ra, vô số dị ma đều có thể nghe được. Lý Thanh chủ tự nhiên cũng nghe đến, chỉ bất quá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hiểu. Theo Tiêu Phàm đánh ra đạo kia thủ ấn, giải trừ phong ấn phá diệt chi lực cái hộp phong ấn, cự dung chuyển lớn đã đủ để dẫn bạo nó. Oanh, hủy thiên diệt địa nổ vang vang vọng thiên khung, toàn bộ huyết hồn kiếp hải đều có thể nghe được, chỉ thấy một vệt kim quang từ ma thành vị trí quét ngang mà ra. Cả tòa ma thành giống như bụi bặm đồng dạng, tan thành mây khói. Hỗn trướng, Lý Thanh chủ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhấc chân chạy, cái kia nổ tung uy thế, vậy mà nhường hắn đều hãi hùng khiếp vía. Mắt hắn trợn trợn nhìn thấy, một chút thượng phẩm thánh tôn cảnh Bát Túc Kiếm Ma, trực tiếp hôi phi yên diệt, có thể nghĩ uy lực này khủng bố. Lấy hải đảo kia làm trung tâm, nhấc lên tận thế đồng dạng phong bạo, nước biển nhấc lên mấy ngàn trượng. Dường như muốn cùng thiên tề bình. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là nhất định không thấy được, đang mở ra phá diệt chi lực phong ấn một sát na kia, hắn thi triển trưởng trung thời không, lấy ra một cái truyền tống ngọc bàn, không chút do dự bước vào. Tiêu Phàm trốn được 10 điểm kịp thời, nhưng dù vậy, cũng bị cỗ kia lực lượng quét trúng, nửa người nổ tung, trong miệng phun máu không chỉ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên ngoài mấy vạn dặm hải đảo phía trên. Nhưng cho dù cách xa nhau như thế xa khoảng cách, hắn cũng cảm nhận được một cỗ rung trời nổ vang, toàn bộ huyết hồn kiếp hải đều đang rung động. Một lần này, trời lớn, Tiêu Phàm thở sâu, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc ấy, hắn thực sự là ôm cùng Lý Thanh chủ đồng quy vu tận tâm tư, giải phong phá diệt chi lực. Bằng không mà nói, hắn ít nhất phải chạy ra hơn vạn dặm khoảng cách mới dám dẫn bạo, dù sao, đây chính là gần 10 ức nguyên tinh ngưng tụ a. Tương đương với 100 đoàn phá diệt chi lực. 2-3 đoàn cũng đủ để hủy đi một tòa tam tinh ma thành, mặc dù hắn không tận mắt thấy cái kia ma thành hủy diệt, nhưng là có thể nghĩ đến cái kia ma thành tình huống hiện tại. Không được, phải tìm một chỗ tránh một chút mới được, Lý Thanh chủ hẳn là không dễ dàng chết như vậy, hắn nếu không chết, ta đoán chừng việc làm tốt không được. Tiêu Phàm âm thầm cô, cũng không tiếp tục để ý ma thành tình huống, hướng về nơi xa bay đi. Hắn mặc dù không biết huyết hồn kiếp hải bầy bố, nhưng chỉ cần hướng về bạo tạc truyền tới phương hướng ngược trốn, nhất định là không sai. Thời gian trở lại mấy tức trước đó. Tiêu Phàm dẫn bạo phá diệt chi lực,
Lý Thanh Chủ liền trực tiếp chửi mẹ, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở hắn trong lòng. Nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn chỗ nào còn nghĩ giết Tiêu Phàm, nhấc chân chạy, hơn nữa đem tất cả thủ đoạn phòng ngự đều lấy ra. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Hắc sắc đồng quan kiên trì mấy hơi thở thời gian, cuối cùng vẫn nổ tung, ngũ tạng lục phủ của hắn bị đánh nát bấy, linh hồn đều bị thương nặng. Cũng may hắn cách ma thành vẫn còn tương đối xa, có khoảng cách mấy ngàn dặm, hơn nữa cỗ kia lực lượng đem hắn chấn động bay ra ngoài. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối sống bất quá ba hơi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, trong đầu lại là hồi tưởng đến Ngạo Phong trước đó nói lời nói. Không thể giết Tiêu Phàm, bằng không bản thân khả năng suối quẩy, thậm chí có họa sát thân. Hiện tại lại linh nghiệm nhanh như vậy. Hắn nội tâm tràn đầy vô tận không cam lòng, bản thân không nên chết ở chỗ này, ta Lý Thanh Chủ còn có thật tốt quang minh tiền đồ. Hô, cũng liền ở hắn lúc tuyệt vọng nhất, một cỗ lực lượng kỳ lạ, bao phủ Lý Thanh Chủ, chung quanh cỗ kia cường đại phong bạo vậy mà quỷ dị biến mất. Một cái khoan hậu bàn tay nắm lấy cánh tay của hắn, nhanh chóng hướng phong bạo bên ngoài bay đi. Lý Thanh Chủ khiếp sợ ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Ngạo Phong vẻ mặt ngưng trọng mang theo hắn, khóe miệng còn tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, Ngạo Phong mặc dù cứu hắn, nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn tin tưởng, nếu như Ngạo Phong chỉ là một người mà nói, lấy hắn thầy tướng số thủ đoạn, hẳn là có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng Ngạo Phong không có bỏ qua hắn, tại bực này nguy hiểm tình huống phía dưới, còn không có quên hắn. Nghĩ vậy, Lý Thanh Chủ trong lòng ấm áp. Trốn chỗ nào, nhưng mà cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, hướng về bão lớn, rất nhanh là đến trước người bọn họ. Ngay sau đó, một cái bàn tay vô hình dò ra, uy áp kinh khủng mãnh liệt mà xuống. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, Lý Thanh Chủ cũng sẽ không e ngại, nhưng bây giờ, hắn nhục thể cùng thần hồn đều hứng chịu tới trọng thương, chỗ nào là đối phương đối thủ. Ngạo Phong, đi mau, không cần phải để ý đến ta. Lý Thanh Chủ sắc mặt đại biến, hắn giống như bèo trôi không dễ, tùy thời đều có thể hôi phi yên diệt. Ngạo Phong sắc mặt trầm xuống, thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm. Hắn là thầy tướng số không sai, thậm chí hắn từ cỗ kia lực hủy diệt phía dưới đem Lý Thanh Chủ cứu ra cũng là thật, nhưng mấu chốt là, hắn chỉ là thượng phẩm thánh tôn A. Mà đối phương người xuất thủ, từ tán phát khí tức đến xem, hẳn là ngũ tinh ma tôn. Ngũ tinh ma tôn, thế nhưng là tương đương với thiên hoang trung phẩm nguyên tôn. Đi, Lý Thanh Chủ nhìn thấy Ngạo Phong vậy mà còn đang do dự. Tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, một cái tay hóa đao, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hung hăng chém xuống bản thân một cánh tay khác. Đội trưởng, Ngạo Phong không nghĩ tới Lý Thanh Chủ vậy mà như thế quyết đoán, lớn tiếng gào thét. Nhưng giờ này khắc này, hắn nếu như lại trở về, hai người đều sẽ rơi vào trong tay đối phương. Đối phương ma tôn phẫn nộ rõ ràng là hướng về Lý Thanh Chủ đi, chỉ cần bắt được Lý Thanh Chủ, hắn thì có cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến Lý Thanh Chủ thời điểm nguy hiểm nhất, vậy mà bỏ bản thân sinh mệnh cứu mình, Ngạo Phong hai mắt đỏ bừng. Huynh đệ, bảo trọng, nơi xa, Lý Thanh Chủ sắc mặt buồn bã, nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Bàn tay lớn kia bỗng nhiên bắt được hắn thân thể, kinh khủng lực lượng kém chút đem hắn bóp vỡ nát, thần hồn đều rất giống muốn nổ tung. Nhưng mà ở lực lượng đạt đến đỉnh phong thời điểm, cự thủ đột nhiên đình chỉ động tác. Nhanh chóng hướng về trung tâm vụ nổ đi. Phá diệt chi lực hình thành phong bạo mặc dù vẫn còn, nhưng uy lực đã nhỏ rất nhiều, có cái kia cự thủ che chở, hắn ngược lại là nhặt về một cái mạng. Lý Thanh Chủ nội tâm cực kỳ kinh ngạc, vì sao cái kia ma tôn không giết bản thân đây? Đây chính là cơ hội tốt nhất a, chỉ cần tiện tay bóp, là có thể đem hắn giết chết. Bất quá, chỉ cần không chết liền tốt, mặt khác tất cả liền lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Tiêu Phàm, ta nếu sống sót, định diệt ngươi cửu tộc. Lý Thanh Chủ nội tâm phát thệ, đời này không giết Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối thể không bỏ qua. Chỉ chốc lát sau, bao lấy Lý Thanh Chủ cỗ kia lực lượng biến mất, hắn thân thể giống như bùn nhão đồng dạng, nhét vào một đóa huyết vân bên trên. Hắn đã quên đi đau đớn, chật vật ngẩng đầu, đánh giá bốn phía, ánh mắt lại là trong nháy mắt bị phía dưới đồ vật hấp dẫn,
nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản mấy ngàn dặm hải đảo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hết sức to lớn đen hố, bốn phía bị đẩy ra nước biển đang từ từ hấp lại. Cuồn cuộn nước biển chiếu nghiêng xuống, phát ra ầm ầm thanh âm, trên không hơi nước bốc hơi, cảnh sắc hết sức hùng vĩ. Thế nhưng là, hắn lại không có tâm tình để thưởng thức cái này cảnh sắc. Ngươi biết bản tôn vì sao không giết ngươi sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc mà tràn ngập sát khí thanh âm từ đỉnh đầu hắn vang lên. Lý Thanh Chủ bỗng nhiên dùng mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đoàn to lớn huyết vân lơ lửng ở trên không, giống như ngọn lửa màu đỏ ngòm đang nhảy vọt. Một đôi con ngươi đen nhánh từ huyết vân bên trong lộ ra, nhìn qua hết sức khủng bố. Huyết kiếp ma tôn, Lý Thanh Chủ run giọng nói, con ngươi kịch liệt co rút lại. Mặc dù hắn đã đoán được là ai đem hắn chụp tới, nhưng là chân chính nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Đáng sợ như vậy bạo tạc lực, vậy mà không nổ chết huyết kiếp ma tôn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn không chỉ có không chết, ngược lại liền một điểm bị thương dấu vết đều không có. Từ cái kia uy lực nổ tung đến xem, huyết kiếp ma tôn thế nhưng là ở vào nổ tung trung tâm nhất a, dù cho hắn là ngũ tinh ma tôn, cũng cần phải trọng thương mới đúng. Đột nhiên, Lý Thanh Chủ nghĩ tới một loại khả năng, run giọng nói, người đột phá lục tinh ma tôn. Cũng khó trách Lý Thanh Chủ như thế kinh ngạc, chỉ có đột phá lục tinh ma tôn, huyết kiếp ma tôn mới có thể hoàn hảo không hao tổn sống sót, đương nhiên, cũng vẻn vẹn có thể bảo hộ chính hắn mà thôi. Cặp kia con người đen nhánh nhìn Lý Thanh Chủ một hồi, đáp phi sở vấn nói, người hẳn phải biết, bản tôn cần gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cần gì, Lý Thanh Chủ trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, đột nhiên trợn to hai mắt. Xem ra, người nghĩ ra, huyết kiếp ma tôn phát ra tiếng cười âm lãnh, trong giọng nói còn có vẻ mong đợi. Đúng vậy a, Lý Thanh Chủ là nghĩ đến. Huyết kiếp ma tôn chết hàng vạn mà tính cấp dưới, còn có thể tha cho hắn một mạng, cái này đã cực kỳ không tầm thường. Đổi lại những người khác, nhất định là đã sớm giết hắn. Nhưng huyết kiếp ma tôn hết lần này đến lần khác không có giết hắn, hiển nhiên, trừ phi hắn bỏ ra so huyết kiếp ma tôn tổn thất càng nhiều đại giới, bằng không, hắn Lý Thanh Chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này càng nhiều đại giới, Lý Thanh Chủ tự nhiên là không lấy ra được, nhưng ở huyết kiếp ma tôn xem ra, trên người hắn lại là có. Thứ này, dĩ nhiên chính là hủy đi ma thành phá diệt chi lực. Nghĩ đến phá hủy ma thành phá diệt chi lực. Lý Thanh Chủ liền một trận đau gan, thứ này căn bản cũng không phải là hắn, coi như hắn nghĩ cầm, cũng không lấy ra được a. Thế nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không bỏ ra nổi huyết kiếp ma tôn thứ cần thiết, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm trước đó nói câu nói kia, chính là muốn cho huyết kiếp ma tôn hiểu lầm ta, thật đúng là hung ác a, cho dù chết rồi, cũng phải kéo ta đệm lưng. Lý Thanh Chủ nội tâm phẫn nộ. Nghĩ vậy, hắn biết rõ. Bản thân tuyệt đối không thể nói cho huyết kiếp ma tôn, Tiêu Phàm cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Một cái đã mất đi giá trị người, là không tất phải sống sót. Thế nhưng là, thứ này chỉ có Tiêu Phàm có a, hắn lại như thế nào để huyết kiếp ma tôn tin tưởng đây? Chờ, tất nhiên vật này là Tiêu Phàm, vậy hắn khẳng định biết rõ cụ thể uy lực, hắn không chết. Lý Thanh Chủ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên, hắn rất muốn cười váng lên. Muốn cười thật to. Thậm chí hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, hắn nghĩ giết chết Tiêu Phàm, bây giờ không chết, vậy mà tương đương với cứu hắn một mạng. Bản tôn kiên nhẫn là có hạn, thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thanh Chủ dùng mình một cái. Thời khắc này huyết kiếp ma tôn còn đang lửa giận sông não đây, chỉ cần một câu không hài lòng, hắn đều khả năng mất mạng. Vật ngươi cần, ở ta cái kia thuộc hạ trong tay, đó là thiên hoang đại sát khí. Lý Thanh Chủ thở sâu, lộ ra vẻ làm khó nói. Quả nhiên, huyết kiếp ma tôn nghe được đại sát khí mấy chữ này, huyết vân khẽ run lên, nói, người ý tứ là, hắn không chết. Ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng hắn không chết. Lý Thanh Chủ lắc đầu, lại vô cùng kiên định nói, kỳ thật, ta vậy thuộc hạ một mực đối ta ghi hận trong lòng, trước đó lời hắn nói, chỉ là muốn mượn ngươi tay giết ta mà thôi. Huyết kiếp ma tôn trầm mặc. Hiển nhiên là đang trầm tư cái gì. Không thể không nói, Lý Thanh Chủ nói chuyện vẫn rất có tài nghệ, nửa thật nửa giả lời nói,
để huyết kiếp ma tôn chần chờ. Tiêu Phàm ngay lúc đó lời nói quả thật có chút cổ quái, huyết kiếp ma tôn dư vị một lần, cũng cảm thấy hắn là ở trong tối hại Lý Thanh Chủ. Bằng không mà nói, hắn căn bản không cần thiết giống to lên, trực tiếp để Lý Thanh Chủ trốn là được. Nói ra lời kia, chẳng phải là nói giấu đầu lòi đuôi sao? Hơn nữa, ta nghe nói, hắn cùng với thần các chủ có quan hệ đặc thù, cho nên đại sát khí mới có thể bị hắn nắm ở trong tay. Lý Thanh Chủ lại bổ sung một câu. Dừng một chút lại nói, đây cũng là ta cảm thấy hắn không có chết nguyên nhân, thần các chủ, đây chính là thượng phẩm pháp tôn, tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh cho hắn, hơn nữa hắn sử dụng đại sát khí, cũng có diệt đi ta hiểm nghi. Đại sát khí, các ngươi nắm lấy đại sát khí tới đây làm cái gì? Huyết kiếp ma tôn đã tin tưởng hơn phân nửa, nghĩ nghĩ hỏi. Lý Thanh Chủ nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bật thốt lên, vì truy sát thiên ma kiếp địa người. Thiên ma kiếp địa người cũng tiến vào nơi này. Huyết kiếp ma tôn hơi kinh ngạc, trên người chán phóng sát khí, tựa như hắn cùng thiên ma kiếp địa người có quan hệ gì. Đoạn thời gian trước tiến vào, bị ta cái kia cấp dưới. Đúng rồi, hắn gọi Tiêu Phàm, bị hắn thả đi, còn muốn giá họa cho ta. Nói đến đây, Lý Thanh Chủ có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Lý Thanh Chủ biểu lộ, huyết kiếp ma tôn lại tin tưởng rất nhiều, nói, như thế nào tìm được hắn. Nghĩ đến Tiêu Phàm nắm lấy cái kia đại sát khí, vậy mà giết hắn mấy trăm vạn cấp dưới, trong lòng liền lửa giận không đánh một chỗ. Thế nhưng là, nếu như có thể lấy được cái kia đại sát khí, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một chút thuộc hạ mà thôi, hắn có thể đủ bồi dưỡng được một nhóm, tự nhiên có thể bồi dưỡng được nhóm thứ hai, so với cái kia đại sát khí mà nói, liền không đáng giá được nhắc tới. Phải biết, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, một cái hạ phẩm thánh tôn cầm trong tay đại sát khí, thậm chí ngay cả ngũ tinh ma tôn đều có thể uy hiếp được. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rất khủng bố. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn tìm được Tiêu Phàm, giết người đoạt bảo. Ta cũng không biết, Lý Thanh Chủ lắc đầu, hắn hiện tại khẳng định núp xa xa, thậm chí có thể muốn rời đi huyết hồn kiếp hải. Rời đi, huyết kiếp ma tôn sát khí như nước thủy triều. Chí ít bây giờ còn chưa rời đi, ta cũng muốn ở hắn trở lại thiên hoang trước đó, giết hắn. Lý Thanh Chủ vội vàng giải thích. Mang ta tìm tới hắn. Huyết kiếp ma tôn dùng giọng ra lệnh nói. Lý Thanh Chủ vội vàng vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, ta có thể tìm được hắn, đến lúc đó nhất định thông chi huyết kiếp ma tôn. Người coi bản tôn ngốc sao? Ai ngờ, huyết kiếp ma tôn cười lạnh một tiếng. Cho người đi tìm, chẳng lẽ người còn sẽ không trốn sao? Huyết kiếp ma tôn lại không phải người ngu, làm sao có thể nhường Lý Thanh Chủ rời đi đây? Chỉ là vừa dứt lời, huyết kiếp ma tôn đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt chui vào Lý Thanh Chủ mi tâm, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đây là huyết kiếp ấn, người nếu rời đi huyết hồn kiếp địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết kiếp ma tôn nói. Lý Thanh Chủ sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không thể rời đi huyết hồn kiếp địa, chẳng lẽ ta liền không thể tìm người tới nơi này giúp ta sao? Nhưng mà một khắc sau... Huyết kiếp ma tôn lại âm độc bổ sung một câu, đúng rồi, người có thể thấy tất cả, bản tôn cũng đều có thể nhìn thấy. Lý Thanh Chủ mặt âm trầm, hắn còn nghĩ tìm Ngạo Phong hỗ trợ đây, nhưng bây giờ, bản thân nếu đi tìm Ngạo Phong, đây không phải hại Ngạo Phong sao? Ta liền tìm hắn giúp một chuyện, sau đó nhường hắn rời đi, huyết kiếp ma tôn không liền không tìm được hắn sao? Lý Thanh Chủ nghĩ thầm. Nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng tìm tới hắn. Bằng không ngươi phải chết. Huyết kiếp ma tôn để lại một câu nói, trực tiếp hướng về phía dưới thâm uyên nhảy tới, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lý Thanh Chủ thở dài một hơi, bản thân rốt cục còn là còn sống. Hắn ước gì hiện tại liền đi tìm Tiêu Phàm, chỉ là hiện tại tổn thương tương đối nặng, nhất định phải chữa thương mới được. Hoa 10 ngày qua thời gian, Lý Thanh Chủ khôi phục hơn phân nửa thương thế, sau đó nhìn thật sâu một cái mảnh này thâm uyên. Lúc này mới quay người rời đi. Lại qua mấy ngày, Lý Thanh Chủ đi tới một tòa trên hải đảo. Nơi này là ta cùng Ngạo Phong ước định địa phương, hắn hẳn là còn lại ở chỗ này chờ ta. Lý Thanh Chủ tự tin cười một tiếng, rất nhanh đã tìm được cùng Ngạo Phong ước định địa phương. Chỉ là nhường hắn thất vọng là, Ngạo Phong cũng không ở nơi này.
Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là nhìn thấy trên một tảng đá, giữ lại một hàng chữ. Đến gần xem xét, Lý Thanh Chủ biến sắc, cắn răng giận dữ hét ta, phản bội. Ta chỉ là muốn giết Tiêu Phàm mà thôi. Lý Thanh Chủ rất phẫn nộ, hắn tức giận cũng không phải là Ngạo Phong rời đi dù sao, hắn rơi vào huyết kiếp ma tôn trong tay, ở ai xem ra, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạo Phong không cần thiết chờ một người chết, cho dù là đổi lại hắn, cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mấu chốt là, hòn đá kia trên có khắc mấy dòng chữ, nhưng hắn khó có thể tiếp nhận. Chỉ thấy bên trên khắc lấy, bảo hổ lột ra, quay đầu là bờ, không quên sơ tâm, cận kề cái chết không phản. Những chữ này, là Ngạo Phong lưu lại, Lý Thanh Chủ rất rõ ràng sở Ngạo Phong đặc thù linh hồn khí tức, đương nhiên, những linh hồn này khí tức khả năng cũng là Ngạo Phong cố ý lưu lại. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, Lý Thanh Chủ mới tức giận như thế. Ta tốt xấu cũng cứu ngươi một mạng a, ngươi vậy mà không tin ta, nói ta phản bội. Ta chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi, chỉ là vì sống sót. Lý Thanh Chủ trong lòng biện giải cho mình, đột nhiên, hắn nghĩ tới một kiện kinh ngạc sự tình. Ngạo Phong biết rõ ta không chết, Lý Thanh Chủ kinh hô không thôi, bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Ngạo Phong là ai? Đây chính là cực kỳ cường đại thầy tướng số A. Hắn có thể đủ suy tính đến bản thân không chết, rất khó sao. Nghĩ vậy, Lý Thanh Chủ sắc mặt càng thêm khó coi lên, bản thân không chết, Ngạo Phong đã biết, hơn nữa hắn còn nhận định tự mình cõng phản Thiên Hoang. Nếu như việc này bị Thiên Hoang biết rõ, bản thân còn thế nào trở về? Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Chủ dường như đã mất đi mục tiêu cuộc sống, đơn giản là Ngạo Phong hai chữ này. Bất quá vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Lý Thanh Chủ liền lấy lại tinh thần. Khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ta Lý Thanh Chủ, vì sống sót, vì về sau có thể chém giết càng nhiều dị ma, tạm thời thỏa hiệp, có lỗi sao? Ngươi không sai, một đạo vô hình thanh âm từ Lý Thanh Chủ trong đầu vang lên. Lý Thanh Chủ biến sắc, đây không phải huyết kiếp ma tôn thanh âm sao? Hắn thật có thể nhìn thấy bản thân tất cả những gì chứng kiến, hơn nữa liền âm thanh đều có thể nghe được. Lý Thanh Chủ đúng không? Thiên Hoang ngươi là trở về không được. Còn không bằng lưu lại giúp bản tôn. Huyết kiếp ma tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Lý Thanh Chủ trầm mặc không nói, nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vốn là muốn hãm hại Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm cấu kết Hỏa Chí Tôn, phản bội Thiên Hoang, nhưng đến đầu đến, bản thân ngược lại muốn bị bức phản Thiên Hoang, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Thay bản tôn tìm tới đại sát khí, ngươi chỉ còn lại có hơn 2 tháng. Huyết kiếp ma tôn nói xong câu đó, liền không lên tiếng nữa, vô tung vô ảnh. Lý Thanh Chủ không dám nói lời nào, hắn chỉ có thể đem tất cả ý nghĩ đều giấu ở sâu trong nội tâm, bằng không, tất cả về hắn đều sẽ bại lộ ở đối phương dưới mí mắt. Đến bây giờ, Lý Thanh Chủ đều không biết vì sao Ngạo Phong muốn nói tự mình cõng phản. Chí ít chính hắn không cho là mình là phản bội, nhưng mà, ở Ngạo Phong xem ra, Lý Thanh Chủ muốn giết Tiêu Phàm. Là xuất phát từ thù riêng. Thù riêng, là có thể vụng trộm giải quyết, dù cho trái với một lần Thiên Hoang quy củ, cũng không để ý. Hơn nữa, cái này cũng không phải là nói trái với Thiên Hoang quy củ, chỉ có thể nói đánh con mẹ nó bên cạnh cầu, Thiên Hoang tu sĩ ở ma quật bên trong tự giết lẫn nhau sự tình, quá thường gặp. Nhưng là có một chút, là Thiên Hoang người không thể nào tiếp thu được. Kia liền là hợp mưu dĩ ma, ứng phó Thiên Hoang người. Phàm là loại người này, đều sẽ lấy phản đồ xử trí. Lý Thanh Chủ tính cả dị ma đi đối phó Tiêu Phàm, đây chính là phản đồ. Tiêu Phàm, đều là ngươi, ta muốn giết ngươi. Lý Thanh Chủ nội tâm gào thét, hắn đã hận không thể lập tức tìm tới Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Nhưng huyết hồn kiếp hải mênh mông như vậy, muốn tìm một người, quá khó khăn, nhất định chính là mò kim đáy biển. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tới huyết hồn kiếp hải khu vực biên giới, nơi này thời không rối loạn, dường như một phiến hỗn độn. Huyết hồn kiếp hải, dĩ nhiên là có biên giới. Tiêu Phàm kinh ngạc. Lấy hắn đối cổ địa cùng ma quật hiểu rõ, bọn chúng cũng đều là một chỗ cổ tinh thần mới đúng, mà huyết hồn kiếp hải, dĩ nhiên là bình, cái này vi phạm với hắn nhận thức. Hay là nói, huyết hồn kiếp hải, chỉ là một chỗ cổ địa một bộ phận, xuyên qua cái này hỗn độn khu vực. Liền có thể tiến vào một mảnh khác thế giới.
Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì. Suy đoán này rất lớn mật, nhưng cũng có khả năng rất lớn. Cái này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, mặc dù hiếu kỳ tâm hại chết mèo, nhưng Tiêu Phàm chính là ngăn không được cái này dục vọng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, cái này hỗn độn khu vực, vậy mà ẩn chứa hỗn độn bản nguyên chi lực. Ở chỗ này, cảm ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực, nhất định sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Muốn nhanh chóng mạnh lên, còn phải ở ma quật bên trong sông sáo. Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định nói. Tiến vào ma quật cũng liền không đến một năm thời gian, nhưng hắn đã để hai loại bản nguyên chi lực đột phá đến đệ nhị thành, nếu như không phải hắn áp chế cảnh giới, có lẽ đã trở thành trung phẩm thánh tôn cường giả. Ma quật xác thực rất nguy hiểm, khắp nơi đều khả năng để người mất mạng, những ngày qua hắn nhiều lần cũng qua hãi hùng khiếp vía, thậm chí kém chút tử vong. Nhưng là, tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng, so tính tâm lĩnh ngộ, chí ít tiết kiệm mấy năm. Thở sâu, Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, có linh hồn bản thể lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, hắn bản thân không cần bỏ ra quá nhiều kinh lịch. Trước kia Tiêu Phàm cảm thấy mình linh hồn phân liệt năng lực là một loại vướng víu, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được hắn diệu dụng. Nếu như Lý Thanh Chủ biết rõ, Tiêu Phàm tiến nhập huyết hồn kiếp hải giáp danh, không biết có gì cảm tưởng. Chỉ đến như thế thứ nhất, đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm, hắn cũng chưa chắc tìm được Tiêu Phàm. Thời gian sói mòn, Tiêu Phàm dường như đã quên đi thời gian, thân thể dạo bước ở thời không hỗn độn, tựa như đã mất đi phương hướng. Không được, nơi này không thể tiếp tục đi, Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, há mồm thở dốc. Hiện tại, hắn có một tia hối hận, tiến vào mảnh này hỗn độn chi địa về sau, hắn hoàn toàn mê loạn phương hướng, muốn rời khỏi đều không được, ngược lại càng chạy càng xa. Đây không phải thông thường thời không loạn địa, Tiêu Phàm thở sâu. So với mặt khác thời không loạn địa mà nói, nơi này lộ ra quá bình tĩnh, phải biết, thời không loạn địa bên trong, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ có thời không chi lực thắt cổ. Nhưng là nơi này không có, ngược lại 10 điểm tường hòa, thậm chí tường hòa để người có chút sợ hãi. Thực sự quá an tĩnh, yên tĩnh đến liền thanh âm của mình đều nghe không đến. Liền dường như năm đó ở chiến hồn đại lục tiến về hồn tộc lúc đi ngang qua yên tĩnh biển, nơi đó không có bất kỳ cái gì thanh âm, có chỉ còn lại có cô độc. Loại này cô độc, là để người gian nan nhất. Nhất là ở may mắn trạng thái. Tiêu Phàm chính là như thế, hắn không sợ gian nan, cũng không sợ phiền phức, nhưng rất sợ an tĩnh tuyệt đối, đó nhất định chính là tĩnh mịch. Liền tiếng hít thở của chính mình đều nghe không đến, hắn đều cho là mình đã chết. Duy nhất có thể chứng minh thời khắc còn sống, chỉ có hắn tư tưởng. Tiêu Phàm mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng suy nghĩ lấy, lĩnh ngộ lấy, tận lực để cho mình cảm thấy mình còn sống, đồng thời, hắn nhanh chóng ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm liên quan tới mảnh này kỳ lạ địa vực tin tức. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ, con ngươi không khỏi co rút lại một chút. Đây chẳng lẽ là so yên tĩnh biển còn kinh khủng hơn, tịch diệt cấm địa. Tiêu Phàm run giọng nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tịch diệt cấm địa, Tiêu Phàm là ở thánh tôn cảnh truyền thừa ký ức bên trong tìm được, nơi này, tuyệt đối là hữu tử vô sinh tuyệt mệnh chi địa. Đừng nói hạ phẩm thánh tôn, cho dù nguyên tôn, thậm chí pháp tôn cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập nơi đây. Tịch diệt cấm địa, chỉ là danh tự cũng làm người ta cảm thấy khủng bố, nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì cảm giác, khắp nơi tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như tĩnh mịch. Nơi này không cách nào làm cho bất luận cái gì sinh linh sinh tồn, không phải bởi vì ở chỗ này sống không được, mà là bất luận cái gì sinh linh cũng không nguyện ý sinh hoạt tại loại này tuyệt đối trong tĩnh mịch. Phiền toái, Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt, quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, dục vọng cũng hại người a. Nguyên bản còn chuẩn bị ở trong này lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực, bản thân liền có thể đột phá trung phẩm thánh tôn, hiện tại ngược lại đem mình cho chìm hãm vào. Hắn tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết, có thể để hắn bất đắc dĩ là, tu la truyền thừa bên trong cũng không có quá nhiều ghi chép. Chỉ là có đơn giản một chút liên quan tới tịch diệt cấm địa tin tức, chỉ thế thôi. Ta phải sống sót a. Tiêu Phàm nội tâm nói với chính mình, thử nghiệm tiến vào trong cơ thể của mình thế giới. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà đã mất đi thể nội thế giới liên hệ, không đúng, không cách nào cảm giác được.
Trước kia chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm giác được thể nội thế giới tồn tại, liền có thể tiến vào. Nhưng là bây giờ, hắn đã mất đi cảm giác năng lực. Có thể nói, hiện tại hắn duy nhất có thể khống chế, chỉ có bản thân thân thể. Pháp bảo gì, cái gì nguyên tuyền, mọi thứ đều không cách nào cảm giác được. Trước đó hắn liền phát hiện có chút không đúng, nhưng là cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, này mới khiến bản thân thân hãm bẫy dập. Linh hồn bản thể cũng đã mất đi liên hệ, ta hiện tại chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, hắn chân chính cảm nhận được tịch diệt cấm địa đáng sợ. Đi, ta phải đi ra ngoài. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đây cũng là hắn duy nhất ý nghĩ. Bất kể như thế nào, tự chọn một cái phương hướng, luôn có đi ra ngoài thời điểm, dù cho ngàn năm, vạn năm. Hắn nhận định một cái phương hướng, vẫn hướng về cái hướng kia tiến lên. Vì lý giải mệt, hắn tay trái tay phải thường xuyên vật nhau. Nếu như không nghĩ kiểm tra, ý thức của hắn có lẽ đều sẽ chậm rãi mơ hồ, mất đi năng lực suy tư. Lấy hắn vô thượng kim thân đệ nhất đoán nhục thân, hành tẩu tự nhiên không khó, hàng trăm hàng ngàn năm không nghỉ ngơi, đều sẽ không cảm thấy khốn. Nhưng là, hắn ý thức sẽ mệt mỏi. Cái này tịch diệt cấm địa, so với hắn lúc ấy độ thánh tôn kiếp lúc, còn đáng sợ hơn nhiều. Tiêu Phàm không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bất quá hắn vẫn không có mất đi hy vọng. Không biết qua bao lâu, có lẽ đi qua mấy năm, thậm chí mấy chục năm, Tiêu Phàm hai mắt trở nên mơ hồ, đục ngầu, đã mất đi hào quang. Đây là hắn ý thức chậm rãi mơ hồ dấu hiệu. Chỉ có hắn thân thể, còn đang bản năng hướng về phía trước cất bước. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ đã sớm tự sát sự tình, nhưng là Tiêu Phàm, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Ta tin tưởng, trong tuyệt vọng, chắc chắn sẽ có một tia hy vọng. Tiêu Phàm yên lặng nói với chính mình. Nhưng mà, cái này cuối cùng không thay đổi được cái gì. Cuối cùng, Tiêu Phàm bộ pháp cũng chậm lại, hai mắt tựa như triệt để vô thần, dường như biến thành một bộ cái xác không hồn. Cũng ngay lúc này, Tiêu Phàm mi tâm, đột nhiên lấp lóe lấy một tia sáng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là rõ ràng có thể bắt được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái kia ánh sáng càng ngày càng hừng hực, trở nên sáng chói, chói mắt. Nếu như Tiêu Phàm còn có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đây không phải bạch sắc thạch đầu sao. Hắn rõ ràng trước đó cảm ứng qua, thế nhưng là căn bản không cảm ứng được a. Vì sao hiện tại sẽ tự mình xuất hiện đây? Nhưng mà, đây đúng là bạch sắc thạch đầu không thể nghi ngờ, nó bằng giống như là có sinh mệnh, muốn từ Tiêu Phàm mi tâm chui ra ngoài. Ở nơi này u tối thế giới bên trong, sáng lên bạch sắc thạch đầu liền tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn Tiêu Phàm tiến lên. Tiêu Phàm cái kia đần độn ánh mắt, đột nhiên tách ra một tia ánh sáng, bất quá vẻn vẹn trong lúc hô hấp liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn thân thể lại là bản năng đi theo bạch sắc thạch đầu, đi về phía trước đi đến, đó là vượt quá sâu trong linh hồn tín nhiệm. Lại không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm ánh mắt chậm rãi tỏa sáng một điểm thần thái. Mà bạch sắc thạch đầu, lại là mờ đi rất nhiều. Nó rất ít chủ động hiện thân, mà mỗi một lần hiện thân, nó trả ra đại giới cũng không nhỏ. Nơi này là chỗ nào? Đột nhiên, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm một tiếng. Cũng không phải hắn tỉnh lại, mà là hắn thành lập cùng linh hồn bản thể liên hệ, linh hồn bản thể cảm ứng được thân thể trạng thái. Cùng lúc đó, bạch sắc thạch đầu quang mang bỗng nhiên biến mất, lần nữa sáp nhập vào Tiêu Phàm mi tâm. Tựa như chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt quét mắt tứ phương, đung đưa đầu, tựa như nhớ lại cái gì. Ta tiến nhập hỗn độn thời không loạn địa, từ từ lạc mất phương hướng, tiến nhập tịch diệt cấm địa. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bỗng nhiên một cái thông minh. Nghĩ đến trước đó tiến vào bản thân mi tâm bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại là bạch sắc thạch đầu cứu mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là... Bạch sắc thạch đầu đến cùng có hay không ý thức của mình đây? Tiêu Phàm là tin tưởng nó có, bằng không là không thể nào chủ động hiện thân cứu mình. Dù cho hắn biết rõ, bạch sắc thạch đầu cùng Tu La Tổ Ma có quan hệ, nội tâm cũng một lần lại một lần khuyên bảo bản thân, không muốn quá đáng quan tâm nó. Nhưng hắn một lần lại một lần bị bạch sắc thạch đầu cứu, cái này khiến Tiêu Phàm suy nghĩ có chút phức tạp. Nếu như nó muốn hại ta, căn bản không cần cứu ta. Là ta nghĩ nhiều lắm.
Tiêu Phàm đắng chát cười nói, trong lòng tảng đá lớn cũng để xuống. Thở sâu, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Oanh, đột nhiên, một cỗ nổ tính lực lượng từ trong cơ thể hắn truyền ra, toàn thân phồng lên lấy cường đại khí tức, để Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Đột phá trung phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm kinh ngạc, vội vàng xếp bằng ở tại chỗ, dẫn dắt đến cỗ kia lực lượng cọ rửa tứ chi bách hài. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà không giải thích được cảm ngộ đến hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng đệ nhị thành, vô luận hắn làm sao áp chế, cũng không áp chế nổi. Tu vi tự nhiên nước chảy thành sông, từ hạ phẩm thánh tôn, đột phá đến trung phẩm thánh tôn. Không biết qua bao lâu, hơn nữa kém chút chết ở tịch diệt cấm địa bên trong, cái này đại giới cũng quá lớn. Tiêu Phàm một trận thổn thức. Đột phá trung phẩm thánh tôn dĩ nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng hắn đã tìm không thấy trở về đường, ai biết làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thật lâu, Tiêu Phàm khí tức trên thân rốt cục bình ổn lại. Trở thành trung phẩm thánh tôn, hiện tại hắn cũng coi là thánh tôn bên trong cường giả. Hơn nữa, hắn tìm được lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực đường tắt, bây giờ chỉ cần lĩnh ngộ tu la sát lục bản nguyên chi lực cùng hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, liền có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bạch sắc thạch đầu có thể là mang ta xuyên qua tịch diệt cấm địa, nơi này, có lẽ chính là huyết hồn kiếp hải bên ngoài một cái thế giới khác. Tiêu Phàm tập trung ý chí, vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lựa chọn một cái thời không chi lực hơi yếu phương hướng, vẻ mặt kiên định phóng ra bước chân. Hắn ngược lại muốn xem, nơi này, rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào. Thời không chi lực càng ngày càng mỏng manh, so với tịch diệt cấm địa khu vực phụ cận, Tiêu Phàm cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Tịch diệt cấm địa, tuyệt đối chỉ là yếu tại huyết u minh vậy chờ cấp độ cấm kỵ chi địa, không phải người có thể tiến vào. Thậm chí, ở Tiêu Phàm xem ra, tịch diệt cấm địa, tuyệt đối so với huyết u minh còn muốn đáng sợ. Tịch diệt cấm địa chúng cái kia loại cô tịch, tuyệt vọng, đời này hắn đều không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Sốt cục đi ra, mấy ngày sau, Tiêu Phàm từ một mảnh trong sương mù dày đặc bước ra, trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu nhìn tới, nơi xa mưa bụi mông lung, nhưng hắn kinh ngạc là, hắn đất dưới chân phương, vậy mà không phải biển cả, mà là một tòa cự phong. Bốn phía dãy núi liên miên chập trùng, cây tốt xanh um tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cực kỳ mỹ lệ cùng tú mỹ. Gần có cổ mộc che trời, thẳng vào vân tiêu, thô to như thùng nước tráng lão đẳng giống như là cầu long quay quanh, còn có hương thơm hoa dại tô điểm trong đó, thấm vào ruột gan, có một phong cách riêng. Xa có vách núi dốc đứng, thẳng tắp xinh đẹp, ngàn trượng thác nước rủ xuống chân trời, chút xuống cửu thiên, khí thế rộng rãi. Thiên khung tung xuống từng sợi ánh nắng, chiếu lên trên người sưởi ấm hết sức, đuổi đi trong lòng băng lãnh cùng hàn ý. Cùng tịch diệt cấm địa so sánh, nơi này nhất định chính là nhân gian thiên đường, tu luyện thánh thổ. Tịch diệt cấm địa hai đầu, một mặt đại biểu hủy diệt, một mặt đại biểu tân sinh, một mặt đại biểu giết chóc, một mặt đại biểu sinh cơ. Tiêu Phàm nhìn không được cảm thán. Nơi đây cùng huyết hồn kiếp hải so sánh, hoàn toàn chính là ngược lại thế giới. Không biết nơi này là nơi quái quỷ gì, Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Tử tế quan sát, hắn phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kỳ quái, đó chính là hắn vị trí ngọn núi này, dĩ nhiên là cao nhất, quan sát tứ phương tất cả. Hắn tìm kiếm lấy tịch diệt cấm địa đi ra địa phương, lại phát hiện mọi thứ đều biến, trước đó tồn tại nồng vụ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Thời không lực lượng, Tiêu Phàm cảm ứng một lần, liền hiểu. Thời không lực lượng, đem hắn lặng yên không tiếng động na di đến ngọn núi này đỉnh cao, mà thời không biến ảo về sau, tịch diệt cấm địa cửa ra vào liền đã tại chỗ biến mất. Cửa ra mặc dù biến mất, nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, cửa ra hẳn là còn ở kề bên này, chỉ là cần cẩn thận đi cảm ứng mới có thể tìm tới. Bất quá, Tiêu Phàm ước gì rời xa tịch diệt cấm địa cửa ra, lại làm sao có thể đi tìm đây. Rời khỏi nơi này trước, Tiêu Phàm đạp chân xuống, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà một khắc sau, nhưng hắn kinh hãi sự tình đã xảy ra. Khi hắn rời đi dưới chân đất đai thời điểm, một cổ lực lượng cường đại bao trùm hắn, mạnh mẽ hướng về hắn hướng lòng đất rồi, cả người dường như gánh vác lấy một ngôi sao. Cái này còn không phải nhường hắn kinh hãi nhất chính là,
vừa mới còn 10 điểm bình tĩnh hư không, đột nhiên trở nên bạo loạn lên. Cấm bay địa phương, Tiêu Phàm khiếp sợ không thôi, hắn nhưng là trung phẩm thánh tôn A, vẫn còn có bị áp chế phi hành một ngày. Nơi này không đơn giản, Tiêu Phàm nội tâm không bình tĩnh. Không thể phi hành, hắn chỉ có thể đi bộ, giống như khinh yến một dạng hướng về dưới ngọn núi lao đi. Cho dù không thể phi hành, hắn nhục thể cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh, nhẹ nhàng nhảy lên, cùng phi hành không khác. Hắn thử nhiều lần, chỉ cần không cao hơn cây cối độ cao, hư không liền sẽ không bạo động, một khi vượt qua, hư không liền sẽ dẫn phát khủng bố bạo loạn. Tiêu Phàm đối mảnh này cấm bay địa phương cũng có một loại phỏng đoán, nơi này tất nhiên là một chỗ cổ địa, đã từng bị người bố trí vô số cường đại trận văn. Đoán chừng không chỉ thánh tôn cảnh, cho dù là nguyên tôn cảnh, cũng không dám ở nơi này phi hành. Bất quá, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, cổ lâm ngược lại là có không ít sinh linh, chỉ bất quá, những sinh linh này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Ở những sinh linh này trên người, Tiêu Phàm cảm thấy một cỗ rất tinh tường cùng thân thiết khí tức, dường như mình cùng bọn họ có chỗ tương tự. Về phần cụ thể là cái gì, Tiêu Phàm không rõ ràng. Hơn nữa có một chút rất kỳ lạ, kia liền là những sinh linh này đều không có bất kỳ tu vi nào, dường như trời sinh liền sẽ không tu hành. Nhưng để Tiêu Phàm không hiểu là, những sinh linh này, vậy mà có được cực kỳ kéo dài tuổi thọ. Tỷ như, có cổ thụ đã vài vạn năm, nhưng là vẫn không có mục nát, ngược lại sinh cơ giạt rào, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Hắn rất ngạc nhiên, nơi này đến cùng là địa phương nào? Có vết xe trước. Tiêu Phàm không có bởi vì những sinh linh này không có tu vi mà khinh thường bọn họ, miễn cho lật thuyền trong mương. Bạch sắc thạch đầu không có khả năng mỗi lần đều có thể cứu mình, vạn nhất cứu không được, bản thân chẳng phải là xong đời. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm rất nhanh liền nhảy xuống cự phong, xuyên qua từng mảnh cổ lâm cùng sơn phong, trình lên trước mắt là một chỗ bao la sơn cốc. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tựa như có đồ vật gì đang nhìn mình chằm chằm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại là không hề phát hiện thứ gì. Bất quá khi ánh mắt của hắn dừng lại ở xa xa cự phong lúc, Tiêu Phàm kinh ngạc. Xa xa nhìn tới, cái kia cự phong hình dáng hết sức kỳ lạ, nhìn qua giống như là một người tay cầm trường kiếm quỳ một chân xuống đất, hắn thân thể cùng trường kiếm đều bị từng đầu xiềng xích khóa lại, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hắn lung lay đầu, còn cho là mình nhìn ngươi hoa mắt. Thế nhưng là càng xem, càng thấy được chân thực. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nơi nào còn dám đứng tại chỗ, hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tựa như là một người. Làm sao có thể, thiên ma cấm địa cho tới bây giờ đều có vào không ra, làm sao có thể có người đi ra? Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện ở miệng hang, sơn cốc bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng đợt xảo tạp tiếng huyên náo. Có chấn kinh, có khác biệt, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm nghe đến mấy cái này thanh âm, bỗng nhiên ngừng bước chân, nhìn về phía miệng hang, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nơi miệng hang, vậy mà đứng ở vô số bóng người, chia không ít đoàn thể, mỗi người cũng như nhìn hầu tử đồng dạng, nhìn chằm chằm hắn, con mắt đều đang phát sáng. Lại nhìn những người này ăn mặc, cũng có chút kỳ lạ. Cùng thái cổ thần giới cùng thiên hoang đều có chút bất đồng. Ngược lại là ngôn ngữ, không có gì khác nhau. Thiên ma cấm địa, là địa phương nào? Tiêu Phàm từ những người này tiếng nghị luận, nghe được một chút tin tức hữu dụng. Chỉ là, nơi này không phải là tịch diệt cấm địa bên ngoài sao, làm sao lại biến thành thiên ma cấm địa? Tiểu hữu, lão hủ chính là thiên ma cung trưởng lão, không biết tiểu hữu đối ta thiên ma cung phải chăng có hứng thú? Liền khi Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, trong đám người một lão giả tiên phong đạo cốt, đột nhiên cười khanh khách mở miệng nói. Thiên ma cung, nghe được ba chữ này, Tiêu Phàm tâm can cũng bắt đầu rung rung. Có lẽ thế lực khác hắn chưa nghe nói qua, nhưng là thiên ma cung hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, đây không phải là bạch ma đã từng vị trí thế lực sao. Nhưng mấu chốt là, thiên ma cung cũng không phải là thuộc về thiên hoang A. Thiên ma cung. Thế nhưng là thiên ma kiếp địa thiên ma cung. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Lão giả kia nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, ẩn ẩn đoán được cái gì, ngạo nghễ nói, tự nhiên, thiên ma cung thế nhưng là thiên ma kiếp địa đệ nhất thế lực. Nghe nói như thế,
Tiêu Phàm toàn thân chấn động, bản thân vậy mà đi tới hắn thiên ma kiếp địa. Tiêu Phàm biết rõ thiên hoang chỉ là cửu thiên thập địa một trong số đó, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân có một ngày sẽ đến một cái thế giới khác. Hơn nữa còn là như thế không giải thích được đến, hắn hoàn toàn mơ hồ. Chẳng lẽ thiên hoang cùng thiên ma kiếp địa, chỉ là cách một mảnh tịch diệt cấm địa sao? Trước đó, Tiêu Phàm cảm thấy mình không đạt tới cấp bậc kia, cho nên liền hỏi làm sao tiến về thiên ma kiếp địa tâm tư đều không có. Nhưng hiện tại, hắn lại thật xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Tiểu Hữu, có bằng lòng hay không gia nhập thiên ma cung? Lão giả kia vừa tiếp tục nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng nóng rực, nếu như không phải Tiêu Phàm không hề rời đi sơn cốc, đoán chừng hắn đã sớm xông lên. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là nhìn về phía mặt khác một chút thế lực, nghi ngờ trong lòng không thôi. Nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, khẳng định không giống bình thường. Thế nhưng là nhường hắn thất vọng là, muốn từ những nhân khẩu này bên trong hiểu được tin tức là không thể nào, ở thiên ma cung lão giả mời Tiêu Phàm về sau, những người khác tất cả đều ngậm miệng. Thiên ma cung chính là thiên ma kiếp địa đáng mặt đệ nhất thế lực, hắn trưởng lão mời, những người khác nơi nào còn dám cùng hắn cướp người đây. Tiêu Phàm do dự, nhìn lão giả kia thần sắc, đối phương vô cùng có khả năng đã đoán được mình không phải là thiên ma kiếp địa người. Nếu như rơi vào trong tay của hắn, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Thế nhưng là, chẳng lẽ mình một mực ở chỗ này cái gì thiên ma cấm địa sao? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, Hỏa Chí Tôn không phải thiên ma cung sao? Nếu như ta giả mạo hắn minh hữu, không biết có thể hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma cung trưởng lão. Nói tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lão giả kia không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, đi tới sơn cốc bên ngoài chỉ có 2-3 trượng khoảng cách, Tiêu Phàm cũng tới đến ven rìa sơn cốc. Kỳ thật Tiêu Phàm là muốn giả mạo Bạch Ma đời sau, nhưng là nghĩ đến Thi Trung Đế đối Bạch Ma thái độ, hắn liền từ bỏ. Nếu là thiên ma cung dễ dàng tha thứ không được Bạch Ma đời sau, đoán chừng chỉ cần hắn báo ra danh tự, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết trưởng lão nhưng biết Hỏa Chí Tôn, Tiêu Phàm thấp giọng truyền âm nói, tựa như sợ những người khác nghe được một dạng. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm lão giả. Nếu như lão giả thần sắc không có nửa phần biến hóa, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không rời đi sơn cốc, nơi này nếu là cấm địa, thiên ma kiếp địa người, khẳng định không dám tùy tiện tiến đến. Nhưng mà, để Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, lão giả đột nhiên con ngươi co rụt lại. Không chút nghỉ ngợi nói, người gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ, Tiêu Phàm trong lòng sững sờ, nghĩ đến ngày đó nghe được Hỏa Chí Tôn cùng Lý Thanh Chủ nói chuyện, hắn nhớ kỹ hai người tựa như đề cập qua Hỏa Chí Tôn địa vị không thấp. Không thể nào, ta nhớ được Bạch Ma cùng một cái khác Dạ Ma đại nhân đồng thời chấp trưởng Thiên Ma Cung, chẳng lẽ Hỏa Chí Tôn là Dạ Ma nhi tử hoặc đời sau, vậy hắn chẳng phải là Bạch Ma vãn bối. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, đột nhiên lấy tay vung lên, một vệt sáng lấp lóe, trong nháy mắt đem chỗ của hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cách tất cả. Ngươi đến từ thiên hoang, lão giả nheo mắt, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng lại là âm thầm may mắn bản thân đánh cuộc đúng, lão đầu này, đã đoán được bản thân đến chỗ. Dứt lời, hắn trong nháy mắt một điểm. Hư không lập tức ngưng tụ ra hai đạo bóng người, một đạo là Hỏa Chí Tôn, một đạo thì là Thi Trung Đế. Lão giả nhìn thấy hai đạo quang ảnh thời khắc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lập tức trở nên có chút bất đồng, ngươi là thiếu chủ ở thiên hoang chọn chúng người. Tiêu Phàm nhưng không có chung sáo, ai biết lão gia hỏa này là không phải cố ý đang bẫy mình, hắn lắc đầu, trịnh trọng nói, chúng ta chỉ là minh hữu mà thôi. Minh hữu, lão giả nhíu mày. Hắn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ngạo khí, trong lòng phân tích nói, quang ảnh kia đúng là thiếu chủ cùng Thi Trung Đế không thể nghi ngờ, tất nhiên có thể trở thành thiếu chủ minh hữu, nghĩ đến thực lực cùng địa vị của hắn cũng không thấp hơn nữa, khả năng đủ ở sinh linh cấm kỵ chi địa thiên ma cấm địa bên trong còn sống sót, giải thích hắn cũng cực kỳ bất phàm. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lão giả hỏi. Tiêu Phàm thở sâu, đắng chát cười nói, ta cùng với Hỏa Chí Tôn chuyện hợp tác bại lộ. Bị người đuổi giết, chúng ta lung tung chạy trốn,
ta ngẫu nhiên tiến nhập một chỗ thời không loạn địa, khi tỉnh lại liền đi tới cái này thiên ma cấm địa. Hắn cũng biết lão giả sẽ hoài nghi, nhưng là chỉ có thể tùy tiện lập một cái lý do, hơn nữa sự thật cũng là như thế. Hiện tại Tiêu Phàm duy nhất hy vọng là, Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hai người tốt nhất đừng lúc này trở về, bằng không hắn tuyệt đối chết chắc. Tiêu Phàm nói chuyện thời điểm, lão giả mắt không chấp theo dõi hắn, cảm thụ được tâm tình của hắn chấn động. Người đã là thiếu chủ Minh Hiếu, cái kia đi trước Thiên Ma Cung a, cung chủ hẳn là cũng muốn gặp ngươi. Lão giả do dự một chút nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trực tiếp bước ra sơn cốc, cũng không sợ lão giả ứng phó hắn. Sự thật cũng như hắn sở liệu, lão giả cũng không có động thủ với hắn, ngược lại 10 điểm khách khí nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm còn có cái gì lý do cự tuyệt đây? Kỳ thật hắn nội tâm cũng có chút may mắn, bản thân cũng không có xâm nhập ma quật, cũng không có xâm nhập mặt khác cửu thiên thập địa, mà là vừa lúc tiến nhập thiên ma kiếp địa. Hơn nữa, hắn còn ngoài ý muốn nghe được Hỏa Chí Tôn thân phận tin tức, bằng không, hắn thật vẫn nửa bước khó đi. Thần Chu cực tốc ghé qua, Tiêu Phàm xếp bằng ở bong thuyền, nhìn xem ngồi ở cách đó không xa lão giả, nhịn không được hỏi, tiền bối, các ngươi ở nơi này thiên ma cấm địa bên ngoài làm cái gì? Lão giả nghe được thiên ma cấm địa mấy chữ này, thần sắc có chút phức tạp, kiêng kỵ, chờ mong. Tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối mới đến, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng bồi tội nói. Cũng không cái gì, hiện tại không nói cho ngươi, ngươi về sau cũng sẽ biết rõ, đó cũng không phải bí mật gì. Lão giả ngược lại là lơ đễnh nói, thiên ma cấm địa bên trong, có một loại thiên ma cấm quả. Thiên ma cấm quả. Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, cái tên này hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tu La truyền thừa bên trong lớn bộ phận ký ức hắn đều đã giải phong, chỉ có số ít ký ức truyền thừa còn không thể lục soát, có thể bên trong vẫn không có ghi chép cái này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Thiên ma kiếp địa tu sĩ, cùng thiên hoang khác biệt, các ngươi là nhục thân cùng linh hồn song tu, mà chúng ta là chủ tu nhục thân. Lão giả ngăn trở một lần ngôn ngữ nói. Có lẽ là bởi vì Tiêu Phàm là Hỏa Chí Tôn đồng minh duyên cớ, hắn nói chuyện cũng không cái gì che lấp. Tiêu Phàm về suy nghĩ một chút, tán đồng gật đầu nói, tuy nhiên ta đã thấy thiên ma kiếp địa tu sĩ rất ít, nhưng Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hai người, nhục thân đều thập phần cường đại, nhất là Thi Trung Đế. Đó là bởi vì thiếu chủ lúc còn rất nhỏ đi ngay thiên hoang, cho nên tu luyện chi pháp, cùng các ngươi thiên hoang có chút tương tự. Lão giả cười cười nói. Hỏa Chí Tôn bản thân phong ấn mấy chục vạn năm, lão gia hỏa này vậy mà nhận biết, xem ra cũng là một lão quái vật. Tiêu Phàm oán thầm, ngay sau đó lại chỉnh trọng nói, vậy thiên ma cấm quả chẳng lẽ cùng nhục thân tu luyện có quan hệ? Tiêu Phàm hỏi như vậy, nội tâm nếu là nói một chút ý tưởng đều không có, vậy cũng là không thể nào. Những người khác vào không được thiên ma cấm địa, nhưng hắn Tiêu Phàm có thể a? Nếu như thiên ma cấm quả đối tu luyện nhục thân có chỗ tốt, hắn ngược lại có thể tiến vào thiên ma cấm địa bên trong tìm kiếm một phen. Lão giả cười nhìn lấy Tiêu Phàm, nói thiên ma cấm quả đối tu luyện nhục thân quả thật có chỗ tốt, hơn nữa còn là chỗ tốt cực lớn, ngươi bây giờ là vô thượng kim thân đệ nhất đoán, một mai thiên ma cấm quả, có thể để ngươi tu luyện ra đệ nhị đoán. Hiệu quả như vậy nghịch thiên, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc. Đối với lão giả liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi cùng nhục thân cấp độ, hắn ngược lại là không có gì kinh ngạc. Bất quá, Tiêu Phàm tự tin, nếu như thi triển Tu La cửu biến đệ lục biến, hắn nhục thể thế nhưng là không kém gì vô thượng kim thân đệ nhị đoán, đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Thiên ma cấm quả hiệu quả rất mạnh, bất quá mỗi người một đời chỉ có thể ăn một mai hữu hiệu. Lão giả lại bổ sung một câu. Tiểu hữu nếu là có thể lấy được một mai thiên ma kim quả, rất nhanh liền có thể đột phá đệ nhị đoán, khoảng cách vô thượng kim thân viên mãn lại gần một bước. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Hắn làm sao không biết ý của lão giả đây, lão gia hỏa này đoán chừng liền đợi đến hắn tiến vào thiên ma cấm địa, đem thiên ma cấm quả mang ra đây. Nhưng bọn họ lại không biết Tiêu Phàm khi lấy được thiên ma cấm quả về sau, lại sẽ không vụng trộm chạy. Đây cũng là lão giả phải dẫn Tiêu Phàm tiến về Thiên Ma Cung nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là xác nhận Tiêu Phàm thân phận, thu hoạch Hỏa Chí Tôn bọn hắn tin tức. Thứ hai, thì là để Thiên Ma Cung khống chế Tiêu Phàm,
để cho hắn vì chính mình chiếm lấy thiên ma cấm quả. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên là sớm liền nghĩ đến, bất quá hắn lại không có nửa điểm e ngại, nhất là ở nghe được thiên ma cung chủ tu nhục thân về sau. Hắn Tiêu Phàm thế nhưng là linh hồn mọi người, hơn nữa còn có không ít thủ đoạn, đối phương có thể chưa chắc có thể khống chế hắn linh hồn. Thiên hoang mặc dù thần thể song tu, nhưng nhục thân cuối cùng vẫn là không mạnh, muốn vô thượng kim thân viên mãn, đột phá đệ ngũ đoán, quá khó khăn. Tiêu Phàm thở dài. Vô thượng kim thân, tổng cộng có 5 rèn, mỗi một rèn đều sẽ để tu giả bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phóng nhãn toàn bộ thiên hoang, đoán chừng có thể đem vô thượng kim thân tu luyện tới đệ ngũ đoán cũng cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, vô thượng kim thân tu luyện, có thể so sánh lĩnh ngộ bản nguyên chi lực muốn khó khăn rất nhiều. Tiểu hữu dĩ nhiên đến thiên ma kiếp địa, đó cũng là một loại tạo hóa. Ta thiên ma cung cái khác khả năng không bằng thiên hoang thần các, nhưng bàn về luyện thể công pháp, thiên hoang thần các cũng không cách nào so sánh. Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ nói. Vậy trước đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm khách khí cười một tiếng. Sau đó hắn lại cùng lão giả tán gẫu rất nhiều, đã biết tên của ông lão, tên là Dạ Thành, chính là thiên ma cung cửu trưởng lão, thực lực mạnh mẽ hết sức. Mặc dù hắn nhìn qua rất già nua, nhưng Tiêu Phàm y nguyên có thể cảm nhận được trên người hắn nổ tính huyết khí, cái này Dạ Thành nhục thân, so với hắn tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Thiên ma cấm quả, nhất định phải làm một mai, Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Bất quá khi hắn hỏi thăm làm sao trở lại thiên hoang thần các lúc, Dạ Thành lại là lập lờ nước đôi, hiển nhiên là không nguyện ý nói cho Tiêu Phàm. Chí ít, ở Tiêu Phàm lấy được thiên ma cấm quả phía trước, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói cho Tiêu Phàm. Tiểu hữu, nếu đã tới thiên ma kiếp địa, liền an tâm tu luyện. Dạ Thành an ủi Tiêu Phàm một câu, cũng coi là triệt để tuyệt Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày sau, thần chu rốt cục cũng ngừng lại, Dạ Thành đem Tiêu Phàm đánh thức. Tiêu Phàm đứng ở thần chu phía trên, quan sát phía dưới, nội tâm rung động không hiểu. Chỉ thấy một khỏa ngôi sao to lớn trình lên Tiêu Phàm trước mắt. Vô số kiến trúc đứng vững trên đó, tầng khí quyển bên ngoài, còn có thật nhiều thần văn lưu chuyển. Thiên hoang mặc dù bá đạo, nhưng là vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một vùng đất cổ xưa mà thôi, cái này thiên ma cung ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp chiếm cứ lấy cả một ngôi sao. Tinh không, còn có không ít thần chu tuần tra, mật thiết chú ý địch nhân xâm nhập. Nhưng thấy đến Tiêu Phàm bọn họ thần chu về sau, một chiếc thần chu đi lên kiểm tra. Dòng dã lục soát thời gian uống cạn chung trà mới thả được. Cái này thiên ma cung, ngoại nhân muốn chui vào, quá khó khăn. Tiêu Phàm bị thiên ma cung cái này nghiêm khắc thủ vệ cho khiếp sợ đến. So với thiên hoang mà nói, thiên ma cung càng là thùng sắt một khối, ngoại nhân muốn công phá, phải hao phí đại giới, tuyệt đối so với diệt đi thiên hoang thần các muốn khó rất nhiều. Xuyên qua tầng tầng thủ hộ. Thần chu rốt cục mang theo Tiêu Phàm giáng lâm ở tinh thần phía trên. Có Dạ Thành dẫn đường, một đường ngược lại là thông suốt, rất nhanh là đến cả viên tinh thần phía trên phồn hoa nhất địa phương. Lão hủ đã truyền tin cung chủ, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Dạ Thành bồi tiếp Tiêu Phàm đứng ở một tòa xa hoa đại điện bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi thiên ma cung cung chủ truyền tin. Tiêu Phàm nội tâm cũng đúng thiên ma cung chủ, đã từng bạch ma huynh đệ có chút hiếu kỳ. Bạch ma biến mất trăm vạn năm, có vẻ như thiên ma cung đã triệt để quên đi hắn, cái này khiến Tiêu Phàm đều có chút đồng tình bạch ma. Năm đó thiên ma cung nhân vật số 2, bây giờ lại luân lạc tới thánh đế cảnh. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, rốt cục có người đến là một người cao 3 trượng, hất lên hắc sắc ma giáp nam tử, đứng ở cái kia, đều mang cho Tiêu Phàm một loại áp lực thực lớn. Gặp qua Ngũ công tử, Dạ Thành nhìn thấy người tới. Vội vàng hơi hơi cúi đầu nói. Người tới khoát tay một cái nói, cửu trưởng lão, phụ thân nghe nói người có thất đệ tin tức, đặc mệnh ta tới dẫn đường. Nói ra lời này thời khắc, nam tử khôi ngô nhàn nhạt trong coi Tiêu Phàm một cái, mặc dù không có châm chọc hắn, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được nồng nặc khinh thường. Phiền phức Ngũ công tử, Dạ Thành cười cười. Dứt lời, Dạ Thành cho Tiêu Phàm một ánh mắt, đi theo nam tử khôi ngô đi vào đại điện. Bí mật truyền âm nói, đây là thiếu chủ đại ca, Dạ Thế. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là có chút buồn bực,
làm sao dạ thành xưng hô Hỏa Chí Tôn thiếu chủ, có thể xưng hô cái này nam tử khôi ngô lại là Ngũ công tử đây? Chẳng lẽ Hỏa Chí Tôn địa vị, so với cái này dạ thế cao hơn? Ôm phần này nghi hoặc, Tiêu Phàm đi theo dạ thành cùng dạ thế hai người, vòng qua từng đầu hành lang, cuối cùng tiến nhập một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Dạ thành cùng dạ thế hai người quỳ một chân trên đất, hướng về phía không người thủ tọa bên trên cung bái nói, bái kiến cung chủ. Hô, vừa dứt lời, một đoàn ngọn lửa màu đen từ thủ tọa bên trên bay lên, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một bóng người, hóa thành một cái hắc bào nhân bộ dáng. Hắc bào nhân vừa xuất hiện, trong phòng trong nháy mắt trở nên rét lạnh hết sức, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà lên, cỗ này lạnh ý, nhưng hắn đều khó có thể chịu đựng, hắn không cách nào tưởng tượng, người này đạt đến cảnh giới cỡ nào. Tiểu tử, còn không quỳ xuống. Dạ thế nhìn thấy Tiêu Phàm đứng đấy không nhúc nhích, quay người quát khẽ nói. Quỳ, Tiêu Phàm nhíu mày, bản thân cũng không phải thiên ma kiếp địa người, vì sao muốn quỳ xuống. Gặp qua thiên ma cung chủ dạ ma khung đại nhân, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, chắp tay một cái nói. Nhưng mà, thủ tọa phía trên hắc bào nhân lại tựa như không có nghe được lời nói của Tiêu Phàm, mà là bỗng nhiên lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, thật lâu không động. Tiêu Phàm bị thiên ma cung chủ hướng về tê cả da đầu, chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra bản thân có vấn đề? Không nên a, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Bất quá, hắn mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh, vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Làm càn, còn không quỳ xuống. Dạ thế còn tưởng rằng phụ thân hắn dạ ma khung tức giận, lập tức quát lạnh nói, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cũng đúng lúc này, dạ ma khung đột nhiên mở miệng, bạch ma là gì của ngươi? Bạch ma, nghe được cái này đã lâu danh tự, dạ thành cùng dạ thế con ngươi đồng thời co vào, sắc mặt cũng đại biến. Hiển nhiên, bọn họ đều là biết rõ cái tên này, cho dù chưa thấy qua tận mắt, nhưng lúc đó, bởi vì cái này danh tự, thiên ma cung thế nhưng là phát sinh qua dị biến. Kém một chút, thiên ma cung liền hủy diệt, cũng chính bởi vì sự kiện kia, thiên ma cung lại cũng không người dám sách bạch ma hai chữ, dường như sớm đã trở thành cấm kỵ. Cho dù là bây giờ thiên ma cung, cũng có rất nhiều bạch ma bạn bè, cho dù phản chiến, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tiểu tử này là bạch ma liên hệ thế nào? Dạ thành nội tâm bàng hoàng, gia hỏa này thế nhưng là bản thân mang tới, nếu như hắn thật cùng bạch ma có quan hệ gì, vậy mình há không phải là chết chắc. Bạch ma sao? Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn cũng đã sớm ẩn ẩn đoán được bạch ma thân phận không nhận thiên ma cung chào đón, cho nên mới sẽ làm bộ là Hỏa Chí Tôn minh hữu, không nói cùng bạch ma quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này nào chỉ là không được thích a. Không nghĩ phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là đã xảy ra, làm sao bây giờ? Dạ ma khung lại là làm thế nào biết mình cùng bạch ma có quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng bạch ma ở chung quá lâu, trên người mình có lưu bạch ma linh hồn khí tức? Hẳn là không đúng, mà là bản thân bạch sắc thạch đầu lúc ấy thôn phệ bạch ma mệnh thạch, cho nên có lưu khí tức của hắn. Giấu giếm là không gạt được, chỉ có thể đánh cược một keo. Ta là bạch ma bằng hữu, hoặc là cũng có thể nói là huynh đệ. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Huynh đệ, nghe được cái từ này, dạ thành kém chút hôn mê. Em gái ngươi, đây cũng quá hố, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết, phàm là cùng bạch ma có liên quan tất cả, đều phải gạt bỏ sao? Năm đó cũng là bởi vì bạch ma, thiên ma cung kém một chút một phân thành hai, thậm chí diệt vong. Giờ phút này, dạ thành trong lòng đối Tiêu Phàm hận thấu, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Phải biết, nguyên bản hắn còn muốn cùng dạ ma khung giành công đây. Đồ chán sống, dạ thế nghe nói như thế, bỗng nhiên bạo khởi, một bàn tay hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập đi. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, cái này dạ thế vậy mà như thế cường đại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, gia hỏa này nếu là Hỏa Chí Tôn đại ca, khẳng định cũng là sống vài chục vạn năm người, không mạnh mới là lạ chứ. Hô, cũng liền ở Tiêu Phàm cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, dạ thế bàn tay đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng, có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng khó có thể tung tích mảy may. Lui ra, dạ ma khung mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại không cho phép phủ định,
là, phụ thân, dạ thế nào dám phản bác, vội vàng lui sang một bên. Cung chủ thứ tội, thuộc hạ không biết hắn thân phận. Dạ Thành đầu dập đầu trên đất, ầm ầm rung động, thanh âm đều có chút khàn khàn. Dạ Ma Khung không có phản ứng Dạ Thành, thân ảnh của hắn chậm rãi trở nên chân thực, trên mặt sương mù cũng chậm chậm biến mất, lộ ra một tấm cực kỳ anh tuấn khuôn mặt. Dạ Thế cùng Dạ Thành hai người kinh ngạc hết sức, bọn họ thế nhưng là biết rõ, Dạ Ma Khung rất ít lấy chân diện mục kỳ nhân a, hôm nay đây là thế nào? Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn xem Dạ Ma Khung, hắn cho rằng Dạ Ma Khung là đại ma đầu một cái đây, không nghĩ tới đã vậy còn quá xuất khí. Hắn nội tâm cũng vô cùng khẩn trương, không biết Dạ Ma Khung là có ý gì, chẳng lẽ hắn ngăn cản Dạ Thế, là muốn bản thân tự tay giết mình. Bạch Ma, hắn hiện tại làm sao? Dạ Ma Khung hít sâu một cái nói. Đạt tới hắn như vậy cấp độ, đã có rất ít nhường hắn tiếng lòng ba động sự tình, nhưng giờ phút này, hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Bạch Ma hắn rất tốt, chỉ là năm đó thụ thương nghiêm trọng, bị phong ấn 100 vạn năm, tu vi rơi xuống nghiêm trọng. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn ánh mắt một mực nhìn lấy Dạ Ma Khung, nhưng hắn kinh ngạc là, Dạ Ma Khung lại có chút kích động. Dạ Ma Khung còn băn khoăn Bạch Ma, hắn cái này đã từng huynh đệ, cái này tuyệt đối không phải giả, đối phương đạt đến như vậy cấp độ, hoàn toàn không cần thiết ở hắn cái này nho nhỏ thánh tôn cảnh trước mặt làm bộ cái gì. Ha ha, bản cung liền biết, hắn sẽ sống. Đột nhiên, Dạ Ma Khung vui sướng cười ha hả, cái này khiến Dạ Thế cùng Dạ Thành hai người 10 điểm không hiểu. Năm đó Dạ Ma Khung không phải trấn áp Bạch Ma tất cả cấp dưới sao? Hắn hẳn là hận Bạch Ma mới đúng a, làm sao biết được Bạch Ma còn sống tin tức, kích động như thế đây? Người đã là Bạch Ma huynh đệ, cái kia cũng là của ta huynh đệ. Dạ Ma Khung đột nhiên chăm chú nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt hào khí nói. Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, bản thân vừa tới Thiên Ma kiếp địa, liền cùng Thiên Ma cung chủ trở thành huynh đệ. Hắn đây nha cũng quá mộng ảo a. Phụ thân, Bạch Ma hắn. Dạ Thế sắc mặt biến hóa, vẻ mặt không cam lòng nói. Năm đó, Thiên Ma cung còn không phải thiên hoang đệ nhất thế lực, đám người kia khiêu khích ta huynh đệ tình cảm, muốn cho chúng ta hai phương thế lực đồng quy vu tận, để Thiên Ma cung diệt vong. Ở Thiên Ma cung cùng không biết tung tích Bạch Ma trước mặt, vi phụ chỉ có thể lựa chọn Thiên Ma cung. Dạ Ma Khung vẻ mặt than thở nói. Dạ Thế nhíu mày, nhưng là không nói gì. Chỉ là, lấy hắn đối cha mình hiểu rõ, Dạ Ma Khung tuyệt đối là loại kia người lòng dạ độc ác, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta là hắn nhất hình dung tốt. Nhưng giờ phút này, hắn nói bản thân chỉ là bất đắc dĩ, cái này khiến Dạ Thế làm sao tin tưởng đây. Dạ Thành, là ngươi mang tiểu huynh đệ tới đây, một cái công lớn. Dạ Ma Khung quát khẽ, hắn bây giờ nhìn đi lên vẻ mặt kích động, nói, Dạ Thế, ngươi mang theo tiểu huynh đệ đi nghỉ trước, có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn hắn. Dạ Thế còn muốn nói thêm cái gì, có thể lời đến khóe miệng, vẫn là không có ở trước mặt hỏi ra. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Một màn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, chỉ là, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Dạ Ma Khung lời nói. Chí ít, đã từng Bạch Ma thuộc hạ, thì Trung Đế đã từng lộ ra sát ý không phải giả, hơn nữa hắn đại biểu là Dạ Ma Khung. Được rồi, chí ít tạm thời an toàn, Tiêu Phàm để cho mình không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Tất nhiên Dạ Ma Khung tạm thời không có sát ý, vậy đã nói rõ hắn trong thời gian ngắn sẽ không giết bản thân, thứ nhất là Dạ Ma Khung thật như hắn nói tới đồng dạng. Thứ hai thì là Dạ Ma Khung nghĩ từ trên người hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp lấy được một những thứ gì, hơn nữa thứ này, hắn cưỡng ép là không có được. Chỉ chốc lát sau, Dạ Thế mang theo Tiêu Phàm tiến vào một tòa xa hoa nhã uyển bên trong, vẻ mặt khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm nói, nơi này mọi thứ đều đầy đủ, nếu như còn có yêu cầu gì, ngươi có thể hiện tại cùng ta nói. Yêu cầu gì đều có thể nói, Tiêu Phàm cười nhìn lấy Dạ Thế nói. Dạ Thế hồi tưởng đến cha hắn mà nói, nhưng trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm nhà quê, cười gật đầu nói, là, cái gì đều được. Tiêu Phàm hất lên ống tay áo, bưng lên một ly trà nhấp một miếng, nói, vậy được, trước gọi tiếng thúc thúc nghe. Trước gọi tiếng thúc thúc nghe, Dạ Thế nghe nói như thế, trên mặt cưỡng ép nặn ra vẻ tươi cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, lạnh lùng sát khí từ trên người hắn tản ra.
Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác như rớt vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương bao phủ trong lòng. Hắn vội vàng thúc giục vô tận chi hỏa, dù tẩu thể nội kinh mạch, lúc này mới ngăn trở cỗ kia hàn ý. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối giả thế thực lực có tiệm nhận thức mới, gia hỏa này tuyệt đối vượt qua nguyên tôn cảnh, đạt đến pháp tôn. Bất quá hắn cũng biết, mặc dù giả thế nhìn qua rất trẻ trung, nhưng số tuổi thật sự tuyệt đối là lấy vạn tuế tính toán, có thể đạt đến bậc này cảnh giới, cũng không tính là làm sao. Làm sao, cha ngươi lời nói không dùng được, Tiêu Phàm cũng không có e ngại, hắn biết rõ, dạ ma khung đã như vậy thiện ý đối đãi hắn, khẳng định có đồ vật gì nghĩ từ trên người hắn lấy được. Trước đó, dạ ma khung tuyệt đối sẽ không cho phép dạ thế ứng phó bản thân. Dạ thế nghe vậy, trên người sát ý cùng hàn khí trong nháy mắt biến mất, chỉ là lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm, trầm mặc mấy tức mới nói thúc, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo lui. Hồi tưởng một chút, phụ thân hắn cùng Bạch Ma là huynh đệ, mà Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cũng là huynh đệ, liền bối phận mà nói, gọi Tiêu Phàm một tiếng thúc ngược lại không có gì sai. Chỉ là, Tiêu Phàm tu vi quá thấp, nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt, hơn nữa địa vị hắn phi phàm, tự nhiên không cam lòng gọi một cái tiểu bất điểm thúc thúc. Tiêu Phàm cười nhìn lấy dạ thế rời đi, trên mặt hí ngược trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Bạch Ma đề cập với ta, năm đó Thiên Ma Cung có Bạch Ma cùng dạ ma, một cái trưởng quản ban ngày, một cái trưởng quản đêm tối, lúc đầu quan hệ liền bình thường thôi, cũng không phải là dạ ma khung nói tốt như vậy. Tiêu Phàm trong lòng nhớ lại nói. Hơn nữa, năm đó Bạch Ma biến mất, dạ ma khung rõ ràng là điên cuồng chèn ép Bạch Ma, nhưng bây giờ lại đối với ta như vậy, trong đó một cái nguyên nhân, hẳn là muốn từ cho ta mượn tay, từ Bạch Ma trên người được cái gì đồ vật. Một điểm nữa, ta là mượn danh nghĩa hỏa chí tôn minh hữu lại tới đây, sợ ta có hậu thủ gì, sau khi giết ta, thiên hoang người sẽ giết chết hỏa chí tôn. Nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, Tiêu Phàm tâm tình chậm rãi yên tĩnh lại, chí ít, trong thời gian ngắn, hắn là không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên tạm thời an toàn, nhưng là khẳng định không cách nào rời đi. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Nói thời không bản nguyên chi lực cùng sát lục bản nguyên chi lực khoảng cách đệ tam thành cũng sẽ không rất xa, ta còn phải tốn nhiều thời gian hơn lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực. Dứt lời, Tiêu Phàm bố trí một phen, liền tiến vào trạng thái nhập định. Dạ thế rời đi, lần nữa về tới dạ ma khung vị trí cung điện. Lúc này, dạ thành đã rời đi, chỉ còn lại có dạ ma khung một người, hắn cũng giống như biết rõ dạ thế sẽ trở về hỏi thăm một dạng. Tiểu tử kia thế nào? Dạ thế còn không có mở miệng, dạ ma khung thanh âm uy nghiêm vang lên, quanh quẩn trong đại điện. Dạ thế sắc mặt khó coi hết sức, đem sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần, để dạ ma khung đều có chút sững sờ. Phụ thân, tiểu tử kia 89/10 là giả mạo, căn bản không phải cửu đệ minh hữu. Dạ thế vẻ mặt phẫn hận nói. Nếu như không phải là bởi vì dạ ma khung mà nói, dạ thế đã sớm một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Hắn có phải hay không lão cửu minh hữu ta không rõ lắm, nhưng là, hắn xác thực có thể là Bạch Ma huynh đệ. Dạ ma khung ngữ khi có chút trầm thấp, lộ ra một tia tha thiết cùng tham lam. Bạch Ma thật còn chưa có chết, dạ thế ánh mắt u lãnh. Dựa theo bối phận, Bạch Ma thế nhưng là thúc thúc của hắn, nhưng hắn nói lên Bạch Ma hai chữ này lúc, trên người đều là vô tận sát ý. Hắn không chết, dạ ma khung ngữ khi trầm xuống, trịnh trọng gật đầu, lão ngũ. Ta cần ngươi tiến về thiên hoang một chuyến. Ta, dạ thế kinh ngạc nhìn dạ ma khung, trong lòng cuồng hỉ hết sức, tựa như nhường hắn đi thiên hoang, là một loại vô thượng vinh dự một dạng. Không sai, ngươi đi, thiên ma cung cuồn cuộn, người tài ba vô số, nhưng có thể làm cho vi phụ tin tưởng người, chỉ có mấy người các ngươi. Dạ ma khung tán thưởng có thừa nhìn xem dạ thế. Hài nhi định không phụ kỳ vọng, dạ thế phù phù một tiếng, quỳ một chân xuống đất. Vì sao đệ đệ của hắn hỏa chí tôn tiến về thiên hoang, sẽ bị một đám trưởng lão nhớ kỹ vô số tuế nguyệt, không chính là bởi vì hắn là thay cha làm việc sao? Hơn nữa, khi đó hỏa chí tôn, vẫn chỉ là đại đế cảnh mà thôi, liền bị người đưa qua, có thể nói là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, ở thiên ma cung một đám trưởng lão trong mắt, hỏa chí tôn địa vị, cùng các công tử địa vị là không giống nhau, muốn càng thêm tôn quý. Lần này, hắn dạ thế cũng có thể được một cái cơ hội như vậy,
tự nhiên mừng rỡ như điên. Đứng lên đi, Dạ Ma Khung khoát khoát tay, nói, lão cửu mấy chục vạn năm đều không thể hoàn thành vi phụ nhiệm vụ, xem ra hắn đã thất bại, người tiến về, phải tất yếu tìm tới Bạch Ma, đoạt lại Thiên Nhật Châu. Là, hài nhi cái này đi chuẩn bị ngay. Dạ Thế cung kính nói, nghe được Thiên Nhật Châu ba chữ này, cảm giác huyết mạch đều muốn sôi trào. Không vội, Dạ Ma Khung ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, muốn tìm được Bạch Ma xem ra cũng không dễ dàng, bằng không lão cửu cũng sẽ không hoa số 10 vạn năm thời gian, bất quá, hiện tại chúng ta tìm được điểm mấu chốt. Phụ thân là nói cái kia trung phẩm thánh tôn tiểu tử. Dạ Thế trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Không sai, hắn cùng với Bạch Ma tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi chỉ cần đi theo hắn, nhất định có thể rất mau tìm đến Bạch Ma, lấy ngươi hạ phẩm pháp tôn thực lực, bắt sống Bạch Ma hẳn không phải là vấn đề, đến lúc đó, vi phụ lại phái mấy người đi theo ngươi đồng hành. Dạ Thế nói, hài nhi toàn bằng phụ thân phân phó. Dạ Thế cung kính đáp, nhưng hắn nội tâm đã có vài tia khó chịu, cái gì gọi là cùng ta đồng hành, cái này không chính là không tin ta, dám sát ta sao? Thế nhưng là, hắn lại không dám ở trước mặt nổi giận, đành phải đem phần này khó chịu giấu ở trong lòng. Đúng rồi, thiên ma cấm địa thiên ma cấm quả sắp thành thục, Dạ Thành vừa rồi nói, tiểu tử kia có năng lực tiến vào thiên ma cấm địa, người vô thượng kim thân bốn rèn chưa thành, vừa vặn có thể luyện hóa một mai, mới tiến vào thiên hoang, dạng này vi phụ cũng yên tâm một chút. Dạ Ma Khung tựa như muốn nhớ ra cái gì đó. Dạ Thế nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nói, hài nhi biết phải làm sao. Hắn nội tâm lại là có chút may mắn bản thân không có làm mất lòng Tiêu Phàm, bằng không, cái này thiên ma cấm quả, sợ là rất khó chiếm được. Đợi đến Dạ Thế rời đi, đại điện bên trong bỗng yên tĩnh trở lại, Dạ Ma Khung ngẩng đầu, dường như xem thấu tất cả, nhìn về phía thiên hoang phương hướng. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn ung dung phun ra, Bạch Ma, lúc trước ngươi trưởng Thiên Nhật Châu, chúa tể ban ngày, ta trưởng Địa Nguyệt Châu, chúa tể ban đêm, làm hại Thiên Ma Cung kém chút sụp đổ. Loại tình huống này, bản cung không cho phép xuất hiện lần thứ hai, ngươi bị trường sinh thú trọng thương, chắc hẳn cho dù hơi tàn đến nay, tu vi cũng còn thừa không có mấy a. Không có Thiên Nhật Châu, bản cung liền ánh nắng cũng không thể gặp, bất quá một lần này. Chỉ cần đoạt lại ngươi Thiên Nhật Châu, Thiên Địa Nhật Nguyệt Châu hợp nhất, bản cung liền có thể chân chính chúa tể Thiên Ma Cung, trấn nhiếp thiên ma kiếp địa. Dứt lời, Dạ Ma Khung thân ảnh chậm rãi biến mất, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Huyết hồn kiếp hải. Một tòa cô độc hải đảo phía trên, Hỏa Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hai người vết thương chẳng chịt, sắc mặt đau thương hết sức. Đáng chết Lý Thanh Chủ, vậy mà còn không hết hy vọng. Hỏa Chí Tôn giận mắng không thôi. Hận không thể đem Lý Thanh Chủ ăn sống nuốt tươi. Một tháng này, Lý Thanh Chủ tựa như bị điên, điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Để cho bọn họ buồn bực là, huyết hồn kiếp hải vậy mà toát ra rất nhiều dị ma cũng đang điên cuồng vây giết bọn họ, hai người hiểm mà hiểm trốn qua mấy kiếp. Nhưng là, Lý Thanh Chủ cùng dị ma thảm thức lục soát, không bao lâu, bọn họ liền không chỗ có thể trốn. Chủ nhân, Lý Thanh Chủ chẳng lẽ phản bội thiên hoang? Đầu hàng dị ma. Thi Trung Đế trầm giọng nói, trên người hắn bốc lên đen nhánh sương mù, giống như một tôn u linh. Hắn vốn cũng không phải là người, mà là một cỗ thi thể ra đời ý chí cường đại, mới sáng tạo ra bây giờ cường đại. Nhưng quỷ dị chính là, tầm thường thần thi là không thể nào lớn lên, nhưng Thi Trung Đế có thể, hắn tu luyện cùng thông thường sinh linh không có bất kỳ cái gì hai dạng. Lý Thanh Chủ, Hỏa Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi. Thật dài hít một hơi, nói, đáng tiếc, Thiên Nhật Châu không được đến thì cũng thôi đi, Thiên Hoang Long tộc mạnh nhất đoán thể pháp, ta cũng không thể lấy được, không còn mặt mũi gặp phụ thân a. Những năm này đến nay, Hỏa Chí Tôn một mực ở tìm kiếm Thiên Nhật Châu, đáng tiếc không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Hắn cơ hồ cũng định từ bỏ, nhưng mà thời điểm then chốt, hắn ngẫu nhiên phát hiện Long tộc tu luyện chi pháp, tiến vào Thiên Hoang về sau, hắn không kịp chờ đợi qua lại các đại ma quật. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Vì thế, hắn mấy chục vạn năm trước, cố ý gia nhập tiên linh tộc, bởi vậy còn phong ấn bản thân, thẳng đến đoạn thời gian trước vạn tộc cổ lộ chi chiến mở ra mới thức tỉnh. Kết quả nhường hắn thất vọng rồi, hắn và Thi Trung Đế từng tiến vào Long Mộ, nơi đó căn bản cũng không có cái gọi là Long tộc đoán thể phương pháp.
nhưng hắn không cam tâm, chỉ có thể dọc theo dấu vết để lại tìm kiếm. Thật đúng là đừng nói, hắn khi tiến vào thiên hoang về sau, phát hiện long tộc đoán thể phương pháp một chút tin tức tiến vào thiên hoang đến nay. Hắn tức thì bị thiên hoang đại gia tộc coi trọng, không có lựa chọn thiên hoang thần các, mà là lựa chọn gia nhập gia tộc khác, chính là vì tìm kiếm long tộc đoán thể phương pháp. Chỉ cần có thể hoàn thành một cái mục đích, với hắn mà nói, bản thân ẩn núp thiên hoang mấy chục vạn năm đại giới xem như được đền đáp. Nhưng mà, hắn ngoài ý muốn bại lộ bản thân thân phận, dẫn đến gia tộc kia từ bỏ hắn, đây cũng là Lý Thanh chủ đuổi giết hắn nguyên nhân. Truy sát liền truy sát a, ở Hỏa Chí Tôn xem ra, bản thân chỉ cần không có rời đi thiên hoang, cuối cùng sẽ có hy vọng. Nhưng là, kiên trì đến bây giờ, hắn không tiếp tục kiên trì được. Lý Thanh chủ cùng dị ma điên cuồng vây quét, đoán chừng không bao lâu, sẽ đến nơi này, bọn họ nếu như còn không rời đi, đến lúc đó muốn đi đều không đi được. Sớm biết như vậy, mấy chục vạn năm trước, ta liền không nên phong ấn bản thân, mà là tìm kiếm Bạch Ma tung tích, có lẽ hiện tại đã được đến Thiên Nhật Châu cũng không nhất định. Hỏa Chí Tôn lại sâu sắc thở dài một hơi. Một bên thì Trung Đế ánh mắt lấp lóe, há miệng muốn nói, bất quá cuối cùng vẫn đã ngừng lại lời đến khóe miệng ngữ. Nếu như Tiêu Phàm cùng Bạch Ma bọn họ nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hỏa Chí Tôn làm sao còn không biết Bạch Ma ở chỗ nào, thì Trung Đế không phải gặp qua Bạch Ma một lần sao? Trừ phi, thì Trung Đế không có đem mình đã từng thấy Bạch Ma sự tình, nói cho Hỏa Chí Tôn. Sự thật chính là như thế, thì Trung Đế cố ý che giấu Bạch Ma tung tích, dù sao cái kia mấy chục cái thuộc hạ đã chết hết, cũng không người có thể phản bội hắn. Thậm chí ở hắn gặp qua Bạch Ma về sau, hắn cũng có cố ý tránh đi cái đề tài này, mỗi lần có người nói đến Tiêu Phàm người bên cạnh, hắn cũng có cố ý đổi chủ đề. Đến mức Hỏa Chí Tôn đến bây giờ đều không biết, Bạch Ma khoảng cách gần hắn nhất thời điểm, chỉ có khoảng cách mấy chục dặm mà thôi. Lúc kia hắn, muốn ứng phó Bạch Ma, có lẽ thật đúng là không phải là cái gì khó khăn sự tình. Chủ nhân, nơi này đã nguy hiểm, trừ phi chúng ta trốn vào huyết hồn kiếp hải giáp danh, bằng không mà nói. Thi Trung Đế biểu tình lo lắng nói. Cách xa nhau vô số khoảng cách, hắn đã cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Thanh chủ cùng dị ma càng ngày càng gần, một khi tìm tới bọn họ, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Chúng ta cũng không phải không có đi qua, huyết hồn kiếp hải giáp danh, chính là hỗn độn thời không loạn địa, đi vào về sau, liền chưa chắc có thể ra đến. Hỏa Chí Tôn lắc đầu, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn bỗng toát ra một khỏa hắc sắc vòng tròn, hắc sắc viên hoàn lưu chuyển lên quang mang, tản ra một cỗ kỳ lạ thời không chấn động. Cái này xuyên qua thời không hoàn thả ở trên người ta đã 60 vạn năm, nguyên vốn cho là mình không có sử dụng nó cơ hội, không nghĩ tới rốt cuộc phải dùng đến nó. Hỏa Chí Tôn ánh mắt phức tạp nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi, giận dữ hét, Lý Thanh Chủ, lần sau gặp gỡ ngươi, tất sát không thể nghi ngờ. Dứt lời, hắn trực tiếp thúc giục trong tay xuyên qua thời không hoàn. Chỉ thấy xuyên qua thời không hoàn nhanh chóng biến lớn. Phía trên dập dờn ra nguyên một đám hắc sắc sương mù vòng, đại khái một trượng 3,3 mét đường kính, một vòng lan tràn, không sai biệt lắm mấy chục trượng khoảng cách mới dừng lại. Cùng lúc đó, hắc sắc viên hoàn càng ngày càng nhỏ, tựa như lực lượng nào đó bị rút sạch một dạng. Nếu như từ vòng tròn nội bộ nhìn tới, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, chỉ thấy vòng tròn bên trong một phiến hỗn độn, không biết thông hướng chỗ nào, nhưng tuyệt đối không chỉ mấy chục trượng khoảng cách. Ngược lại giống xuyên thấu vô số thế giới. Đi, Hỏa Chí Tôn cũng quyết định thật nhanh, trực tiếp lách mình nhảy vào, từ nay về sau, Hỏa Chí Tôn chết rồi, cửu thiên thập địa, chỉ có Dạ Chí Tôn. Thi Trung Đế ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua huyết hồn kiếp hải, cũng đi theo nhảy vào. Chạy đi đâu, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một đạo áo bào xanh thân ảnh cấp tốc ghé qua, giống như thời không nhảy vọt. Hai cái hô hấp liền đi tới phụ cận. Dạ Chí Tôn cùng Thi Trung Đế sắc mặt hai người cuồng biến, tốc độ lần nữa tăng tốc. Lý Thanh chủ nguyên bản xanh mét sắc mặt, nhìn thấy vầng sáng màu đen thời khắc, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, khẽ cắn môi, cũng một đầu vọt vào. Vừa mới xông vào ánh sáng màu đen một sát na kia, trong cơ thể hắn có một cỗ trói buộc chi lực trong nháy mắt phá mở, ngưng tụ thành gặp được hư ảnh. Ha ha, huyết kiếp ma tôn.
ta rốt cục chạy ra ngươi ma trường. Lý Thanh Chủ giải trừ huyết kiếp ma tôn khống chế, cười như điên không thôi. Nhưng mà, huyết kiếp ma tôn lại là không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía hắc sắc vòng sáng nói, xuyên qua thời không hoàn. Đây là thông hướng cửu thiên thập địa cái nào? Nói xong, huyết kiếp ma tôn tàn niệm tiêu tán mà ra. Lý Thanh Chủ nụ cười lại là trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trong lòng run giọng nói, xuyên qua thời không hoàn. Đây là thông hướng thiên ma kiếp địa. Hắn chỗ nào không biết, hỏa chí tôn, không, dạ chí tôn thân phận, đây chính là thiên ma kiếp địa thiên ma cung cung chủ nhi tử A. Hắn sử dụng thời không xuyên toa hoàn, khả năng lớn nhất chính là xuyên toa về thiên ma kiếp địa thiên ma cung, nói cách khác, đầu này thời không thông đạo, là thông hướng thiên ma cung. Nghĩ đến bản thân những ngày qua điên cuồng truy sát cũng dạ chí tôn, Lý Thanh Chủ toàn thân run rẩy, toàn thân phát lạnh. Lý Thanh Chủ run rẩy nói nhỏ, xong, kết thúc. Thiên ma cung. Quảng trường phía trên, dừng lại một chiếc to lớn thần chu, Tiêu Phàm ở dạ thế cùng dạ thành ủng hộ xuống tới đến thần chu một bên. Tiêu Phàm ở thiên ma cung ngốc ròng rã một tháng này, Tiêu Phàm đem thiên ma cung cơ hồ đều đi dạo qua một lần, cùng một đại gia một dạng. Hắn nội tâm cũng 10 điểm nghi hoặc, vừa bắt đầu dạ thế an bài hắn chỗ ở thời điểm. Đối với hắn thế nhưng là sát cơ lộ ra a. Nhưng mà, dòng dã qua một buổi tối không đến, dạ thế thái độ liền đã xảy ra 180 độ chuyển biến, trở nên 10 điểm tường hòa cùng thân thiết. Không biết còn cho là bọn họ là hảo huynh đệ đây. Tiêu Phàm cũng làm cái gì đều không biết, bất quá hắn biết rõ, dạ thế đối với hắn càng nhiệt tình, giải thích hắn trên người mình tính toán càng lớn. Hôm qua, dạ thế tìm tới bản thân. Nói muốn bản thân hỗ trợ đi thiên ma cấm địa hái thiên ma cấm quả. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Không nói trước hắn không cách nào cự tuyệt, một khi cự tuyệt, không thì tương đương với hắn đã mất đi giá trị sao. Đến lúc đó, dạ thế muốn lộng chết bản thân, cực kỳ dễ dàng. Chủ yếu hơn chính là, cái kia thiên ma kiếp địa người người sợ hãi thiên ma cấm địa, hắn nhưng là từ giữa bên cạnh đi ra, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Cho nên cũng không sợ lần nữa tiến vào bên trong. Tiêu huynh, thiên ma cấm quả sự tình, đến lúc đó liền đã làm phiền ngươi. Dạ thế vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, vẻ mặt thân thiện dáng vẻ. Yên tâm đi, chỉ có chiếm được, cái thứ nhất liền là ngươi. Tiêu Phàm vỗ ngực bảo đảm nói. Về phần trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Oanh, cũng đúng lúc này, hư không bỗng một tiếng nổ vang. Trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, vô số loạn lưu gào thét mà ra. Ngay sau đó, một cái hắc sắc vòng sáng xuất hiện ở quảng trường phía trên, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Xuyên qua thời không hoàn, một bên cửu trưởng lão dạ thành sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về cái kia vòng sáng phía dưới đi đến. Có được xuyên qua thời không hoàn người, có thể không có mấy cái a. Dạ thế âm thầm cô. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa vòng sáng. Tiêu Phàm thì là vẻ mặt mộng bức, ở tu la truyền thừa bên trong tìm tòi mới biết được, cái gì gọi là xuyên qua thời không hoàn. Xác định vị trí truyền tống, có thể truyền tống cửu thiên thập địa. Tiêu Phàm cũng bị xuyên qua thời không hoàn cường đại truyền tống năng lực cho khiếp sợ đến. Cửu thiên thập địa, biết bao cuồn cuộn, một cái truyền tống hoàn vậy mà liền có thể làm được. Cái này có thể so sánh hắn khắc lục truyền tống bàn không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần a, hơn nữa, hắn truyền tống bàn còn cần hai cái lẫn nhau cảm ứng, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại tung tích cùng nhược điểm. Nhưng là, cái thời không này xuyên toa hoàn, chỉ cần sớm lưu lại đặc thù ấn ký là được, hơn nữa cái này ấn ký còn không phải lưu tại trên mặt đất, mà là lưu lại xuyên qua thời không hoàn bên trên. Xuyên qua thời không hoàn thì là mang ở trên người, người khác muốn hủy đi đều không được. Bởi vậy, xuyên qua thời không hoàn thế nhưng là cực kỳ chân quý, có giá trị không nhỏ, người bình thường có thể không đến. Tiêu Phàm cũng hết sức tò mò, là ai sử dụng xuyên qua thời không hoàn. Nhưng mà, không đợi hắn phóng ra bước chân, hắn liền bỗng nhiên rụt cổ một cái, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, hỏa chí tôn. Không, dạ chí tôn, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, bởi vì một đạo thân ảnh quen thuộc lạc ấn trong mắt hắn. Trừ bỏ hỏa chí tôn còn có thể là ai đây? Không, chuẩn xác mà nói là dạ chí tôn, Tiêu Phàm từ dạ thế trong miệng đã biết tên thật của hắn.
Nếu là bình thường nhìn thấy Dạ Chí Tôn, Tiêu Phàm căn bản không sợ hãi, cùng lắm thì chiến một trận. Nhưng mấu chốt là, hắn là giả mạo Dạ Chí Tôn bằng hữu mới tiến vào Thiên Ma Cung A, nếu như nhìn thấy Dạ Chí Tôn, hắn thân phận tất nhiên bại lộ, Dạ Thế cùng Dạ Ma Khung cho dù nghĩ từ trên người hắn lấy được một vài thứ, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hắn. Giờ phút này, Tiêu Phàm bản năng muốn chạy trốn, tuyệt đối không thể để Dạ Chí Tôn phát hiện hắn. Tiêu Phàm, nhưng không như mong muốn, Tiêu Phàm càng không muốn Dạ Chí Tôn phát hiện, Dạ Chí Tôn con mắt thứ nhất nhìn thấy được hắn, hắn tựa như biển người mênh mông bên trong một ngọn đèn sáng một dạng. Tiêu Phàm biến sắc, bản thân vận khí kém như vậy sao, Dạ Chí Tôn liếc mắt liền thấy được bản thân. Trên quảng trường này chỉ ít cũng đứng mấy trăm người a, Dạ Chí Tôn làm sao có thể lần đầu tiên phát hiện hắn đây. Dừng lại, cũng coi như Tiêu Phàm hốt hoảng không biết làm sao thời khắc, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ vòng sáng màu đen thông đạo bên trong truyền đến, ngay sau đó, một cỗ nổ tính khí tức truyền đến. Vừa mới xông ra vòng sáng màu đen thông đạo Dạ Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hai người, bị cái kia cỗ khí thế cường đại chấn thương, trong miệng máu tươi cuồng phún. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Dạ Chí Tôn cùng Thi Trung Đế hai người ở bị người đuổi giết. Hơn nữa, bọn họ hay là từ Thiên Hoang trốn qua đến. Nói cách khác, cái lối đi này thông hướng Thiên Hoang, vậy mình chẳng phải là cũng có thể thông qua cái lối đi này trở về sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm biểu tình bối rối, sau đó đạp không mà lên, cực tốc hướng về Dạ Chí Tôn vị trí phóng đi. Bên cạnh sông vừa nói, Dạ huynh, cẩn thận. Bảo là muốn Dạ Chí Tôn cẩn thận, trên thực tế là hắn muốn mượn lối đi kia trốn về Thiên Hoang. Chỉ là ở những người khác xem ra, Tiêu Phàm là vì cứu Dạ Chí Tôn, tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiêu Phàm, người đừng. Dạ Chí Tôn mặc dù bị thương, nhưng tốt xấu hoàn toàn thanh tỉnh, làm sao không biết Tiêu Phàm ý nghĩ đây, gia hỏa này là muốn mượn xuyên qua thời không hoàn trở về. Hắn vốn muốn nói người đừng mơ tưởng từ nơi này trở về. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, vòng sáng màu đen thông đạo bên trong khí thế càng ngày càng thịnh, kinh khủng linh hồn uy áp mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem Dạ Chí Tôn linh hồn chấn động ngất đi. Thi Trung Đế ý chí cường đại, nhưng là ngăn không được cỗ kia áp lực, hai đầu gối quỳ xuống, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Làm càn, lúc này, vừa mới phóng tới thông đạo cửu trưởng lão Dạ Thành một tiếng quát như sấm. Pháp tôn cảnh khí thế mãnh liệt cuộn trào ra, một trường hướng về lối đi kia vỗ tới. Cùng lúc đó, một đạo áo bào xanh thân ảnh từ thông đạo bên trong sông ra, nhìn thấy cái kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, hắn vội vàng nhấc lên Dạ Chí Tôn ngăn tại trước người mình. Lý Thanh Chủ, Tiêu Phàm nhìn thấy Lý Thanh Chủ thời khắc, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, truy sát Dạ Chí Tôn cùng Thi Trung Đế người, lại còn là hắn. Hơn nữa, Lý Thanh Chủ ở lúc mấu chốt, đem nhận ra bản thân Dạ Chí Tôn cho chấn choáng, đoán chừng linh hồn bị thương, trong thời gian ngắn chưa chắc có thể tỉnh lại. Thi Trung Đế đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, kể từ đó, hắn Tiêu Phàm cũng không cần lo lắng Dạ Chí Tôn đem mình nhận ra. Bản thân chỉ cần ở Dạ Chí Tôn thức tỉnh trước đó, rời đi Thiên Ma Cung, rời đi Thiên Ma Kiếp Địa, vậy liền an toàn. Không được qua đây, bằng không, ta liền giết hắn. Lý Thanh Chủ cảm nhận được Dạ Thành khí thế trên người, biến sắc lại biến, đây chính là pháp tôn khí thế A, hơn nữa còn không phải phổ thông pháp tôn. Dạ Thành nghe vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng chính là không dám tới gần mảy may. Hắn cũng nhận ra Dạ Chí Tôn, cũng không dám chọc giận Lý Thanh Chủ, miễn cho đối phương vỏ đã mẻ không sợ rơi. Đồ hỗn trướng, thả ra Dạ huynh, cũng đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến. Lại là Tiêu Phàm tiến lên một bước, một bộ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Thanh Chủ. Tiêu Phàm, là ngươi. Lý Thanh Chủ con ngươi co rụt lại, thanh âm đều bén nhọn thêm vài phần. Không sai, là ta. Tiêu Phàm vẻ mặt ngạo nghễ, cao cao tại thượng bộ dáng, quan sát Lý Thanh Chủ. Ngươi quả nhiên phản bội Thiên Hoang, ngươi cái này phản đồ. Lý Thanh Chủ gầm thét, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, Lý Thanh Chủ liền hối hận, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một việc. Bản thân bị lừa rồi. Phải biết, ngày đó hắn truy sát Dạ Chí Tôn cùng Thi Trung Đế, vừa lúc gặp gỡ Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm cùng Dạ Chí Tôn quan hệ, nhưng không thế nào tốt. Nhưng hiện tại, Tiêu
Tiêu Phàm một ngụm một câu Dạ huynh, không phải là vì lôi kéo cùng Dạ Chí Tôn quan hệ trong đó sao? Trong mắt của hắn chuyển động, nhìn xem chung quanh tu sĩ, trong nháy mắt minh bạch. Nơi này hẳn là Thiên Ma Kiếp Địa Thiên Ma Cung, nhìn Tiêu Phàm dáng vẻ, rõ ràng chính là lẫn vào Thiên Ma Cung a, hơn nữa còn là mượn Dạ Chí Tôn danh nghĩa. Nếu như hắn rút ngắn cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, Thiên Ma Cung người chẳng phải là hận thấu Tiêu Phàm, thậm chí sẽ ra tay giết hắn. Nhưng hắn ngược lại tốt, lại là đem Tiêu Phàm đẩy tới Dạ Chí Tôn một phương, chẳng phải là vừa lúc thay Tiêu Phàm chứng minh bản thân thân phận. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Dạ Thế cùng Dạ Thành đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Nếu như nói trước đó chỉ là qua loa tắc trách, nhưng bây giờ, bọn họ là thật tin tưởng Tiêu Phàm, ít nhất là hắn thân phận không phải làm giả. Cái gì phản bội không phản bội, nói thật khó nghe. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Còn có ai có thể so sánh một cái muốn giết chết Dạ Chí Tôn người, càng có thể chứng minh bản thân thân phận đây? Dứt lời, Tiêu Phàm lại quét bốn phía một cái, nói, nơi này chính là Thiên Ma Cung, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được đào tẩu sao? Muốn giết ta, hắn cũng phải chết. Lý Thanh Chủ cười lạnh, hắn dù sao cũng là hạ phẩm nguyên tôn, có thể dây người giết hắn, làm sao cũng phải pháp tôn cảnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Thanh Chủ cũng mười điểm cẩn thận, nếu như linh hồn chi lực công kích, hạ phẩm pháp tôn còn thật sự có thể miểu sát hắn. Bất quá hắn cũng rất tự tin, trên người mình pháp bảo, đủ để ngăn chặn trung phẩm pháp tôn công kích, một khi đối phương xuất thủ, hắn cũng có đầy đủ thời gian giết chết Dạ Chí Tôn. Hiện tại, hắn duy nhất có thể sống sót quả cân, chính là Dạ Chí Tôn. Có đúng không? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn nhưng là hận không thể Lý Thanh Chủ giết chết Dạ Chí Tôn đây. Nhưng là hắn cũng không dám làm rõ ràng như vậy, lúc này hắn xông đi lên, chẳng phải là có cố ý hại chết Dạ Chí Tôn hiểm nghi sao? Tiền bối, công kích linh hồn miểu sát hắn nắm chắc lớn bao nhiêu? Tiêu Phàm trong bóng tối cho Dạ Thành truyền âm nói. Không đến một thành, Dạ Thành như thực nói ra, kẻ này tự tin như vậy, trên người phải có cường đại linh hồn phòng ngự pháp bảo, nghĩ miểu sát hắn, rất khó. Tốc độ đây, Tiêu Phàm im lặng, bất quá nhìn đến cái này Lý Thanh Chủ cũng rất có hàng A, liền trung phẩm pháp tôn cường giả đều không có lòng tin miểu sát hắn. Một hơi bên trong đủ để giết chết hắn, nhưng là cũng đủ làm cho hắn giết chết hôn mê bất tỉnh thiếu chủ. Dạ Thành thần sắc hết sức ngưng trọng, trừ bỏ cung chủ bên ngoài, cũng chỉ có trước ba trưởng lão, mới hoàn toàn chắc chắn hoàn hảo không hao tổn cứu ra thiếu chủ. Dạ cung chủ đây, Tiêu Phàm nhíu mày, vạn nhất chọc giận Lý Thanh Chủ, giết chết Dạ huynh, có thể chính là của chúng ta tội lỗi lớn. Tiêu Phàm, người đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ta biết ngươi rất muốn biết chết Dạ Chí Tôn, nếu không ta thành toàn ngươi. Lý Thanh Chủ cười lạnh. Hắn cũng biết mình tai kiếp khó thoát. Từ xông vào xuyên qua thời không thông đạo một khắc kia trở đi, hắn liền hối hận. Ở huyết hồn kiếp hải hắn mặc dù bị khống chế, nhưng dù gì cũng còn có thể tiếp tục sống. Nhưng là Thiên Ma Cung, hắn là không thể sống sót. Chỉ bất quá, vì tự do, hắn lựa chọn đánh cược một lần. Ngươi cho rằng hãm hại ta, người khác sẽ tin sao? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, bên người hắn Dạ Thế cùng Dạ Thành, cũng là cười lạnh không thôi. Lý Thanh Chủ nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào lấy được Thiên Ma Cung tín nhiệm. Sớm tại hơn 2 tháng trước, hắn liền đến chỗ tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng, đáng tiếc vẫn không có tìm tới. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, nguyên lai lúc kia, Tiêu Phàm liền đã tới Thiên Ma Cung. Hắn vậy mà ở đây bên trong ngốc thời gian dài như vậy. Cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Lúc này, Dạ Thế đột nhiên đứng dậy, sát khí lạnh lẽo lấp lóe. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Lý Thanh Chủ. Lý Thanh Chủ nheo mắt, người này vậy mà như thế bá đạo cùng cường thế. Ta đếm 3 tiếng, Dạ Thế cũng không quan tâm Lý Thanh Chủ thái độ, gia hỏa này lằng nhà lằng nhằng, người muốn giết liền sớm chút giết a, lãng phí ta thời gian. Ta còn vội vàng tiến về Thiên Ma Cấm Địa, thu hoạch Thiên Ma Cấm Quả đây. 3, 2, Lý Thanh Chủ còn chưa kịp phản ứng, Dạ Thế đã bắt đầu đếm ngược. Cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ, chẳng lẽ bọn họ thật không quan tâm Dạ Chí Tôn sống chết? Ta có thể thả hắn, nhưng là, Tiêu Phàm phải chết. Lý Thanh Chủ vội vàng nói.
Một, Dạ Thế căn bản không hề dừng lại một chút nào, nói xong, thân ảnh của hắn bỗng tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm cùng Dạ Thành hai người cũng bị Dạ Thế quyết đoán làm cho sợ hết hồn, gia hỏa này, thật chẳng lẽ muốn hại chết Dạ Chí Tôn sao? Nếu như nói, bọn họ nơi này ai muốn Dạ Chí Tôn chết, đây tuyệt đối là Dạ Thế không thể nghi ngờ. Dạ Chí Tôn chỉ cần chết rồi, bọn họ trở thành Thiên Ma Cung thiếu cung chủ hy vọng cũng lớn rất nhiều. Lý Thanh Chủ không nghĩ tới Dạ Thế vậy mà nói ra tay liền xuất thủ, thật chẳng lẽ giết Dạ Chí Tôn? Bởi như vậy, hắn chỉ có thể chết càng nhanh, hơn nữa, không thấy Dạ Chí Tôn vạch trần Tiêu Phàm thân phận, Tiêu Phàm nhất định sẽ sống 10 điểm thoải mái, đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Tiêu Phàm, kiếp này hối hận nhất một sự kiện, liền là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm không giết ngươi, kiếp sau, tất sát ngươi. Lý Thanh Chủ gầm lên giận dữ, sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn đem Dạ Chí Tôn cho đẩy ra, một mình gánh chịu Dạ Thế một trường. Oanh một tiếng nổ vang, Lý Thanh Chủ nhục thân trực tiếp nổ tung, linh hồn cũng không có thể đào thoát, chân chính thần hồn câu diệt. Rác rưởi ngoạn ý, uy hiếp cái này, uy hiếp cái kia. Dạ Thế lạnh lùng nhìn xem trước mặt một đoàn máu tươi, khoát tay áo, trong nháy mắt tan thành mây khói. Một bên Dạ Thành nuốt nước miếng một cái, lại là cái gì cũng không dám nói. Tiêu Phàm thở sâu, cái này Dạ Thế quá cường thế, vậy mà không nói hai lời liền diệt Lý Thanh Chủ. Hắn nội tâm một trận thổn thức, làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Chủ vậy mà lại là cái chết như thế. Tiêu Phàm vì Lý Thanh Chủ cảm thấy không đáng. Hạ phẩm nguyên tôn A, nếu là ở ma quật, cần phải giết vô số dị ma, nhưng mà cuối cùng lại chết uất ức như thế. Thật lâu, Tiêu Phàm thần sắc mới khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thấy trên đất Dạ Chí Tôn, hắn vội vàng đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dạ Chí Tôn thân thể, nói, Dạ huynh, tỉnh. Người khác nhìn xem là đang gọi Dạ Chí Tôn, trên thực tế, Tiêu Phàm là ở quan sát hắn thương thế, Dạ Chí Tôn linh hồn bị thương, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, là không thể nào tỉnh lại. Còn tốt, chỉ là linh hồn nhẹ sáng tạo mà thôi, thật là giết thiên hoang tu sĩ. Như vậy giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Dạ Thành thấp giọng mắng. Tiêu Phàm thầm nghĩ cười, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra vẻ làm khó, thử hỏi nói, Dạ Thế huynh, nếu không chúng ta Dạ Chí Tôn huynh tỉnh lại, lại tiến về thiên ma cấm địa. Không cần, cửu đệ không ngại, qua chút thời gian liền có thể tỉnh lại, thiên ma cấm quả có thể đợi không được chúng ta. Dạ Thế cơ hồ không chút do dự liền cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị. Nói đùa cái gì? Ta thế nhưng là ước gì hắn chết đây, há lại sẽ quan tâm sinh tử của hắn. Huống chi, thiên ma cấm quả không bao lâu liền sẽ thành thục, chẳng lẽ vì chờ Dạ Chí Tôn tỉnh lại, bản thân liền bỏ lỡ thiên ma cấm quả sao? Cái này, Tiêu Phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Dạ Thành nói, cửu trưởng lão, nếu không ngài ở lại chờ Dạ Chí Tôn tỉnh lại. Dạ Thành mặt lộ vẻ do dự, hắn nhưng là Dạ Ma Khung phái đi giám thị Dạ Thế, nếu như tự tiện rời đi. Bản thân tránh không được sẽ bị cung chủ trách cứ. Nhưng nghĩ đến hôn mê bất tỉnh Dạ Chí Tôn, hắn nếu như vậy rời đi, vậy cũng không tốt. Được, ta trước cho thiếu chủ chữa thương, hồi đầu lại đi thiên ma cấm địa tìm các ngươi. Dạ Thành trầm ngâm chốc lát về sau, làm một cái đúng trọng tâm quyết định. Cứ làm như thế a. Dạ Thế quyết định thật nhanh. Có thể vứt bỏ Dạ Thành, đó là không còn gì tốt hơn. Tốt nhất là bản thân đi theo Tiêu Phàm hai người tiến vào thiên hoang thế giới, bởi như vậy, nếu như lấy được Thiên Nhật Châu, vậy mình chẳng phải là có cùng phụ thân chống lại vốn liếng. Chí ít, về sau thiên ma cung thiếu cung chủ, nhất định là bản thân, các huynh đệ khác chỉ có thể đứng dựa bên. Nghĩ vậy, Dạ Thế huyết dịch liền triệt để sôi trào. Vậy chúng ta đi, quay đầu ta lại đến nhìn Dạ huynh. Tiêu Phàm thật sâu thở dài, trong mắt đều là lo lắng. Bất quá, hắn tâm lý là không kịp chờ đợi nghĩ phải rời đi nơi này. Gặp Dạ Chí Tôn, hắn tự nhiên là không dám, một khi gặp mặt, hắn thân phận bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là không muốn bại lộ thân phận mà thôi, về phần quan tâm Dạ Chí Tôn, vậy càng thêm là không thể nào, nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối nguyện ý tự tay giết chết hắn. Nghĩ đến có thể rời đi, Tiêu Phàm kích động không thôi. Rốt cục không cần lưu tại thiên ma cung, bất quá hắn mặt ngoài còn phải duy trì bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, thần chu khởi động,
Tiêu Phàm tâm rốt cục để xuống. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị tiến vào thiên ma cấm địa hái một chút trái cây, rèn luyện ra vô thượng kim thân đệ nhị đoán về sau, lại trở lại thiên ma cung hết ăn lại uống. Nhưng là bây giờ, hắn nội tâm đã quyết định, tiến vào thiên ma cấm địa về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ dạ thế, bản thân lại nghĩ biện pháp trốn về thiên hoang. Tiêu huynh quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa a. Dạ thế đi đến Tiêu Phàm bên người, một bộ kính nể bộ dáng. Tiêu Phàm lại biết, gia hỏa này nội tâm khẳng định đang chửi mắng bản thân đây, ngươi nha liền thiên hoang đều phản bội, chỗ nào vẫn là cái gì người trọng tình trọng nghĩa. Dạ Chí Tôn đã giúp ta mấy lần. Tiêu Phàm thở dài, nói tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo, có lẽ ở trong mắt người khác, ta phản bội thiên hoang, nhưng thực sự là chuyện như thế sao? Dạ thế không có trả lời, ngược lại hơi hơi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Phàm dường như không nhìn thấy hắn nét mặt, tự lo không xong nói ra, trong mắt của ta, bằng không thì. Thiên hoang địch nhân là ai? Thiên ma kiếp địa địch nhân là ai? Là dị ma? Tiêu Phàm dừng một chút, vẻ mặt trịnh trọng nói, tất nhiên địch nhân của chúng ta đều là dị ma, vậy chúng ta chính là minh hữu, thậm chí, cửu thiên thập địa đều là trên cùng một chiến tuyến, có cái gì phản bội không phản bội đây? Dạ thế ngược lại là bị Tiêu Phàm ý nghĩ này cho khiếp sợ đến, nếu như thế này phán xét mà nói, Tiêu Phàm còn thật không có phản bội thiên hoang. Tương phản, người này mới thật sự là không có tâm cơ, một lòng vì cửu thiên thập địa sinh linh suy tính. Có lẽ người khác không thì cho là như vậy. Dạ thế nhàn nhạt trả lời một câu. Người khác cho là như vậy cùng ta có liên can gì, đi tốt con đường của mình là được rồi. Tiêu Phàm trong nháy mắt hóa thân cao thâm mà chắc cường giả, nói xong liền hướng khoang thuyền đi. Dạ thế nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, thật lâu ngẩn người. Gia hỏa này, sẽ không thật bị ta lắc lư đến rồi à. Trở lại khoang thuyền, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, cái này dạ thế. Mặc dù bá đạo, nhưng lòng dạ không sâu, ta làm sao có chút không đành lòng hố chết hắn đây. Nếu như dạ thế biết rõ, Tiêu Phàm đã hướng về làm sao giết chết hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Tiêu Phàm một chuyến rốt cục giáng lâm thiên ma cấm địa sơn cốc bên ngoài, nơi này, khoảng cách tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm đến của bọn họ, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, thật sự là thiên ma cung uy hiếp quá lớn. Tiêu huynh, thiên ma cấm quả còn chưa thành thục, người trước tu luyện, đến lúc đó ta bảo ngươi. Tiêu Phàm mới vừa đi ra khoang thuyền, dạ thế liền đi tới. Hắn ánh mắt quét về phía thiên ma cấm địa thời điểm, đáy mắt là chỗ sâu đều là nồng nặc kiêng dè. Còn cần bao lâu, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn đã không kịp chờ đợi tiến vào thiên ma cấm địa, một khi dạ Chí Tôn tỉnh lại, hắn liền phiền toái. Dạ thế không nói. Mà là nhìn về phía bên cạnh tu sĩ, những người này một mực đóng tại thiên ma cấm địa bên ngoài. Bẩm báo ngũ công tử, dựa theo thường ngày kinh nghiệm, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, thiên ma cấm quả liền sẽ thành thục. Trong đó một cái tu sĩ cung kính nói. Một dạng thiên ma cấm quả thành thục phía trước, thiên ma cấm địa cấm chế sẽ suy yếu, nói cách khác, tiếp qua 2 ngày, chúng ta liền có thể tiến vào cấm địa. Dạ thế hít sâu một cái nói. Khó có thể ức chế nội tâm vui sướng. Cấm chế, Tiêu Phàm sững sờ, làm sao cái này thiên ma cấm địa bên trong còn có cấm chế sao? Chúng ta cũng không biết là cái gì, bất quá, dù cho thiên tôn cảnh cường giả tiến vào, mệnh cách cũng sẽ gặp một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn, trong vòng 3 ngày nếu như không cách nào đi ra, cho dù thượng phẩm pháp tôn cũng sẽ chết ở bên trong. Dạ thế nhìn qua xa xa thiên ma cấm địa, vẻ mặt kiêng kỵ. Cố ý nhằm vào mệnh cách sao? Tiêu Phàm ẩn ẩn bắt được cái gì? Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, trầm ngâm nói, ta liền nói, trước đó ở trong thiên ma cấm địa nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh, đều rất kỳ lạ, lúc ấy không phát hiện, bây giờ nghĩ lại một lần, bọn chúng đều không có mệnh cách. Nói cách khác, chỉ có không có mệnh cách người, mới có thể ở trong thiên ma cấm địa tồn tại, đây cũng là ta vì sao có thể không nhìn thiên ma cấm địa nguy hiểm nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Bản thân thế nhưng là vô mệnh chi nhân, tiến vào sơn cốc bên trong, đương nhiên sẽ không gặp cái kia kỳ lạ lực lượng công kích, kể từ đó, bản thân lấy được thiên ma cấm quả cơ hội lại lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cái này thiên ma cấm địa có thể nhằm vào mệnh cách,
cũng xác thực bất phàm. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ong ong đột nhiên, từng đạo thải hà từ sơn cốc bên trong phóng lên tận trời, giống như thải hồng chi kiều vượt qua thiên vũ, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người chú ý lực. Chỉ thấy thiên ma cấm địa chỗ sâu, cái kia đỉnh cao nhất vị trí, đột nhiên hiện lên từng đầu kim sắc thú nhỏ, tản ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Là thiên ma cấm quả, thiên ma cấm quả sớm thành thục, đám người nhìn thấy cái kia kim sắc thú nhỏ quang ảnh, tất cả đều trở nên điên cuồng lên, có người càng là trực tiếp chân đạp bộ pháp, cực tốc xông vào bên trong thiên ma cấm địa. Đi, Dạ Thế cũng không chút do dự, thậm chí cũng không kịp phản ứng Tiêu Phàm, liền vọt vào. Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia kim sắc quang ảnh thú nhỏ, lắp bắp nói, cái này thú nhỏ, có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua đây. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia kim sắc thú nhỏ hư ảnh ngẩn người, trong đầu không ngừng trầm tư cái này kim sắc thú nhỏ lai lịch, trong lúc nhất thời không cùng theo Dạ Thế bước chân. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng liền là nghĩ không ra. Tiêu Phàm lung lay đầu, vẻ mặt buồn bực nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trong truyền thuyết thiên ma cấm quả, dĩ nhiên là từng đầu kim sắc thú nhỏ hư ảnh. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, bốn phía tu sĩ đã còn thừa không có mấy, đại bộ phận đã xông vào bên trong thiên ma cấm địa. Theo thiên ma cấm quả xuất hiện, ai cũng không quan tâm thiên ma cấm địa đáng sợ. Tham lam hại chết người a. Tiêu Phàm thở thật dài một cái, hắn cũng theo sau cùng mấy người bay vào bên trong thiên ma cấm địa. Vẫn là giống như trước đó, hắn thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trái lại bên cạnh tu sĩ, cau mày, thể nội sinh cơ trôi qua, biểu tình thống khổ. Điều này cũng làm cho hắn xác định, vùng cấm địa này, xác thực chỉ nhằm vào có được mệnh cách người, đối với hắn loại này vô mệnh chi nhân, hoàn toàn là tới lui tự nhiên. Ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, xem có thể hay không tìm lại được tịch diệt cấm địa lối vào. Tiêu Phàm cũng không có cướp đoạt thiên ma cấm quả. Vừa rồi hắn nhìn lướt qua, thiên ma cấm quả cũng liền tầm 10 mai, mà xông vào thiên ma cấm địa tu sĩ, nhiều đến mấy ngàn người. Nhiều người như vậy cướp đoạt 10 mai trái cấm, tất nhiên là sẽ máu chảy thành sông. Tiêu Phàm lại là đang tìm kiếm rời đi thiên ma kiếp địa phương pháp, nếu như Dạ Chí Tôn không trở về, Tiêu Phàm còn có thể nghĩ những biện pháp khác rời đi. Nhưng là, hiện tại cho hắn thời gian không nhiều lắm, một khi Dạ Chí Tôn tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ gặp phạm vi lớn vây quét, càng nghĩ, tịch diệt cấm địa, có thể là hắn duy nhất rời đi thiên ma kiếp địa biện pháp. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm thụ được tứ phương thời không biến hóa, có thể để hắn thất vọng là, nửa nén hương thời gian xuống tới, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tiêu huynh, lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là Dạ Thế chẳng biết lúc nào lại bay trở về, trên mặt lộ ra khó coi. Tìm tới thiên ma cấm quả sao? Tiêu Phàm hỏi, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết đối phương không tìm được, bằng không mà nói, Dạ Thế sẽ không một bộ mặt chết. Một lần này thiên ma cấm quả rất quỷ dị, bọn họ tất cả đều hướng đỉnh cao nhất chạy đi, tất cả mọi người bị ngăn cản ở ngoài, căn bản vào không được. Dạ Thế vẻ mặt khó chịu nói. Hắn đối thiên ma cấm quả nhất định phải được, nhưng bây giờ thiên ma cấm quả đang ở trước mắt, lại không chiếm được, cái này khiến hắn làm sao tâm tình thoải mái. Ta đi nhìn xem, Tiêu Phàm thử hỏi nói. Ta đây không phải cố ý tới tìm ngươi sao? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Dạ Thế nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nhún nhún vai nói, các ngươi đám này pháp tôn cảnh cường giả cướp đoạt thiên ma cấm quả, ta cái này trung phẩm thánh tôn, chẳng lẽ xông đi lên chịu chết sao? Dạ Thế nghe vậy, ngây ngốc cười một tiếng, hắn lúc này mới nhớ lại, Tiêu Phàm chỉ là trung phẩm thánh tôn mà thôi. Trước đó pháp tôn cảnh còn có chút tác dụng, nhưng là bây giờ, ai cũng không chiếm được thiên ma cấm quả, chỉ có ngươi có thể được. Dạ Thế vẻ mặt trịnh trọng nói. Ta, đừng nói giỡn, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói, nếu như những người này đều không thể tiến vào thiên ma cấm địa, ta còn có thể cố gắng một lần. Nhưng hiện tại, nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, ta cho dù có thể đi vào lấy được thiên ma cấm quả, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống được đi ra sao? Dạ Thế trầm mặc, hắn cũng không nghĩ đến, thiên ma cấm quả thành thục nhanh như vậy, nguyên bản hắn là muốn cho Tiêu Phàm sớm đi vào tìm kiếm thiên ma cấm quả, bởi như vậy, người khác còn không cách nào tiến vào, chỉ có Tiêu Phàm một người có thể.
nhưng là bây giờ, phần lớn người đều có thể tiến vào, hiện tại thế nhưng là loại kia cấm chế thời khắc yếu đuối nhất, cho dù cần đứng vững áp lực cường đại, pháp tôn cảnh cường giả muốn ứng phó hắn, cũng là chuyện rất đơn giản. Vậy liền ba ngày sau đó, ba ngày sau, tất cả mọi người không có khả năng lưu tại thiên ma cấm địa, đến lúc đó, ngươi liền có thể rời đi. Dạ Thế suy nghĩ một chút nói. Vạn nhất bọn họ thủ hộ ở sơn cốc bên ngoài đây. Tiêu Phàm nhíu mày. Hừ, ta xem bọn họ dám. Dạ Thế ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó lại nhìn sâu một cái Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi là sợ ta được đến thiên ma cấm quả về sau, liền nhất phách lưỡng tán. Tiêu Phàm cười khan một tiếng, chỗ nào, ta chỉ là lo lắng những người khác mà thôi. Trên thực tế, Tiêu Phàm trong lòng còn thật là nghĩ như vậy, hiện tại hắn còn có chút giá trị lợi dụng, nếu là giúp Dạ Thế lấy được thiên ma cấm quả, hắn còn sót lại một điểm giá trị lợi dụng liền không có. Đến lúc đó Dạ Thế muốn giết hắn, hắn thật đúng là không có sức đánh trả. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, hắn liền đệ đệ của mình sinh tử đều có thể không để ý sao? Ngươi yên tâm, nếu là người khác, ta có lẽ sẽ còn có ý nghĩ này. Nhưng là ngươi, ta sẽ không. Dạ Thế trịnh trọng nói. Vì sao, Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ mình còn có mặt khác giá trị lợi dụng. Chờ đến thiên ma cấm quả, ta muốn tiến về thiên hoang, còn cần hỗ trợ của ngươi. Dạ Thế trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trực tiếp kêu lên, ngươi muốn đi trước thiên hoang. Không sai, lão cửu trở về, ta còn phải đi làm một ít chuyện. Chúng ta còn cần hợp tác, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Dạ Thế cũng coi là tiếng lòng thổ lộ. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức về sau, vỗ ngực bảo đảm nói tốt, ta tin tưởng ngươi, thiên ma cấm quả, quấn ở trên người ta. Dạ Thế khóe miệng giật một cái, Tiêu Phàm người này láo cá, hắn xem như lĩnh giáo đến, gia hỏa này cảm thấy là không gặp con thỏ không vung ưng. Chờ đến thiên hoang, bản tôn thì sẽ không khiến ngươi như vậy tự do. Dạ Thế trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là vì lợi dụng Tiêu Phàm, hắn đã sớm đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, nơi nào sẽ khách khí như vậy. Hắn lại không biết, Tiêu Phàm trong lòng cũng nghĩ đến, chờ đến thiên hoang, nhìn lão tử không hố chết ngươi. Sau một khắc, Tiêu Phàm cùng Dạ Thế hai người đạp không mà lên, bay thẳng đỉnh cao nhất đi. Nhất dưới đỉnh núi cao, đầu người dương ra, đám người không cách nào tiến vào đỉnh cao nhất. Nhưng là cũng không có rời đi, bọn họ rất không cam tâm. Thiên ma cấm quả, trên vạn năm mới ra 10 mai, lần này không gặp được, lần sau cũng không biết năm nào tháng nào. Nhất là có chút tu sĩ, thiên nhân ngũ suy đến, nếu như không còn đột phá, có thể sống không đến cái tiếp theo vạn năm. Nhìn xem những cái kia sáng lên ánh mắt, Tiêu Phàm có chút run rẩy, nếu như ta cứ như vậy đi lên, chẳng phải là tất cả mọi người sẽ nhìn ta chằm chằm. Thiên ma cấm địa bên ngoài, nếu như nắm lấy đặc thù pháp bảo, vẫn là miễn cưỡng có thể đủ tiến vào, đây cũng là Tiêu Phàm lúc trước từ cấm địa bên trong đi ra, vì sao đám người chỉ là hơi chấn kinh một cái nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, liền pháp tôn, thậm chí thiên tôn cường giả đều không thể bước vào đỉnh cao nhất, nếu là hắn cứ như vậy tiến nhập, nhất định sẽ bị tất cả mọi người tiếp cận. Đến lúc đó, sợ là thiên ma cung cũng chưa chắc giữ được hắn. À, cũng đúng lúc này. Một tiếng thảm thiết tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, ánh mắt rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn tới. Lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả từ đỉnh cao nhất xông lên ra, thân thể còng xuống, trên mặt bắt đầu hư thối, không giải thích được xuất hiện rất nhiều bọc mủ. Thiên nhân ngũ suy, hắn vậy mà mạnh mẽ xông tới thiên ma phong, đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng có chút co lại, nói, Dạ Thế huynh. Vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi chớ để ở trong lòng. Nhìn thấy cái kia mạnh mẽ xông tới thiên ma phong lão giả, vậy mà sớm thiên nhân ngũ suy, Tiêu Phàm nội tâm cũng không có yên lòng. Bản thân nếu là xông đi lên, cùng lão giả kia một dạng, đây chẳng phải là chịu chết sao? Mặc dù hắn đúng là vô mệnh chi nhân, nhưng hắn cảm giác, cái này thiên ma phong, tuyệt đối không phải nghĩ đơn giản như vậy, cho dù vô mệnh chi nhân tiến vào, cũng sẽ rất phiền phức. Tiêu huynh, người muốn tin tưởng mình, Dạ Thế thấp giọng nói, coi như là cho Tiêu Phàm động viên. Tin tưởng mình, người cho rằng ta là kẻ ngu, đây chính là dùng mệnh đi liều a. Mặc dù ta cũng muốn lấy được thiên ma cấm quả, nhưng nếu là mất mạng,
cho dù lấy được thiên ma cấm quả, thì có ích lợi gì đây? Các ngươi nhìn, kia thật giống như là hắc ma kiếm tông người, hắn làm sao lên rồi? Đột nhiên, lại có kinh hô. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái lão giả áo giáp đen chật vật cất bước, thử nghiệm bước vào thiên ma phong, mặc dù rất cố hết sức, nhưng hắn đã xâm nhập mấy chục trượng. Đó là hắc phủ ma giáp, có thể phòng ngự thiên tôn cường giả một đòn, tạm thời có thể ngăn trở cấm chế lực lượng rất bình thường. Thiên ma cung người làm sao còn không có động thủ đây, bọn họ trên người pháp bảo cũng không ít a. Trước kia coi như có không ít thiên ma cung người từng chiếm được thiên ma cấm quả. Ngươi không phát hiện, lần này tới ban đêm đời sau, hắn giống như chỉ là hạ phẩm pháp tôn, thực lực tương đối yếu kém, hơn nữa ở trong thiên ma cung, địa vị cũng bình thường thôi. Đám người thấp giọng nghị luận, cuối cùng tất cả đều chuyển hướng Dạ Thế. Dạ Thế sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn ở thiên ma cung, thuộc về không trên không dưới loại kia, trước có 4 cái đại ca, từng cái mạnh mẽ hơn hắn. Sau đó có 4 cái đệ đệ, từng cái cũng không yếu với hắn, nhất là lão cửu Dạ Chí Tôn, càng là phải Dạ Ma Khung yêu thích, địa vị phi phàm. Bây giờ bị nhiều người như vậy nghị luận, không khác ở bóc vết sẹo của hắn, nhưng hắn làm sao có thể đủ nén giận. Tiêu huynh, đây là phụ thân cho ta pháp bảo, phá ma chiến giáp, chính là cửu tinh ma bảo, hy vọng giúp ngươi một chút sức lực. Dạ Thế xòe bàn tay ra, một bộ đen nhánh chiến giáp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy chiến giáp thời khắc, ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Cửu tinh ma bảo, cái này không thì tương đương với thiên hoang cửu tinh pháp bảo a, đây chính là liền quân bách nhẫn vậy trở cấp độ nhân vật đều muốn hâm mộ đồ tốt a. Dạ Thế vậy mà bỏ được xuất gia trí bảo như thế, chỉ vì lấy được thiên ma cấm quả. Dạ Thế huynh, ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhất định đem hết toàn lực. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, làm ra một bộ muốn không thèm đếm xỉa bộ dáng. Ngay sau đó không chút do dự mặc vào phá ma chiến giáp, cả người khí chất biến đổi, một cỗ cuồng bá khí tức từ trên người hắn nở rộ mà ra. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm thụ một lần, cái này phá ma chiến giáp lực phòng ngự, sợ là không kém gì vô thượng kim thân đệ tam đoán. Đồ tốt a, Tiêu Phàm nội tâm cuồng hỉ, sớm biết, bản thân hẳn là nhiều hố mấy món, hung hăng dọa dẫm Dạ Thế một phen. Bất quá nghĩ đến Dạ Thế sớm muộn sẽ chết ở trong tay bản thân. Đồ vật trong tay của hắn tự nhiên cũng chính là mình, Tiêu Phàm lúc này mới từ bỏ quyết định này. Dạ Thế huynh, ta đi. Tiêu Phàm mở hai mắt ra, cất bước hướng thiên ma phong đi. Tiểu tử kia có vẻ như chỉ là trung phẩm thánh tôn a, hắn dám xông thiên ma phong, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đoán chừng chỉ là thiên ma cung tiểu nhân vật a, Dạ Thế nhường hắn đi, hắn có thể không đi sao? Đoán chừng Dạ Thế để hắn chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Tí tí, thiên ma cung như trước vẫn là bá đạo như vậy cùng vô tình a. Đám người thanh âm giễu cợt vang lên, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể leo lên thiên ma phong. Liền một đám thế hệ trước pháp tôn cường giả đều không thể làm được sự tình, một cái trung phẩm thánh tôn tiểu bối, lại làm sao có thể làm đến đây. Dạ Thế không để ý đến bốn phía châm chọc khiêu khích ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sau một khắc, đám người tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm vậy mà đã đi sâu vào 2-3 trượng, nhưng thân thể vẫn không có bất kỳ khác thường gì, ngược lại đi rất bình tĩnh. Làm sao có thể, đám người không thể tin được, một cái trung phẩm thánh tôn tu sĩ lại có thể chịu nổi cấm chế mang tới cỗ kia áp lực cực lớn. Rất nhiều người dụi dụi con mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Hắn không phải liền là cỗ kia từ thiên ma cấm địa đi ra. Về sau bị thiên ma cung cửu trưởng lão Dạ Thành mang đi người sao? Chẳng lẽ hắn thật không sợ thiên ma cấm địa lực lượng, mà không phải dựa vào pháp bảo? Khiếp sợ thanh âm vang lên. Đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lại rơi vào Dạ Thế trên người. Tiểu huynh đệ, thiên ma cung cho người bao nhiêu chỗ tốt, ta hắc ma kiếm tông, nguyện ý gấp 2 đổi lấy thiên ma cấm quả. Lúc này, vị kia ăn mặc hắc phủ ma giáp đang lâm thiên ma phong lão giả đột nhiên lui ra. Hướng về Tiêu Phàm hét to nói. Ta huyết sát ma tông, nguyện ý gấp 3 giá trị đổi lấy thiên ma cấm quả. Lại một cái lão giả hét to. Ta linh kiếm ma tông, nguyện ý gấp 5 đổi lấy. Nguyên ma phủ, nguyện ý gấp 6 lần. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, sợ bỏ qua thiên ma cấm quả, đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới,
bình thường là rất khó đột phá, nhất là vô thượng kim thân, mà thiên ma cấm quả lại có thể làm đến. Đây đối với thế hệ trước tu sĩ mà nói, thiên ma cấm quả không chỉ là đột phá kim thân chí bảo, mà là một loại trường sinh dược. Chỉ cần vô thượng kim thân đột phá một cái cấp độ, bọn họ lại có thể sống lâu vô số tuế nguyệt, đối với một đám tông môn mà nói, bọn họ sống sót, chính là một loại át chủ bài, một loại trấn nhiếp, giá cao hơn nữa đều đáng giá bỏ ra. Tiêu huynh thế nhưng là ta thiên ma cung người, há lại sẽ. Dạ Thế khinh thường cười một tiếng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn thanh âm đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía toàn trường tu sĩ nói các vị thật muốn thiên ma cấm quả. Tiêu huynh, Dạ Thế sầm mặt lại, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Dạ Thế huynh, ta đáp ứng sẽ cho ngươi một mai, tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng ta nhiều đến thiên ma cấm quả, hẳn là thuộc về mình a. Tiêu Phàm cười cười. Dứt lời, Tiêu Phàm lại bí mật truyền âm nói, Dạ Thế huynh không nên tức giận, hai chúng ta qua một thời gian ngắn dù sao cũng muốn rời khỏi thiên ma kiếp địa, tiến về thiên hoang, vì sao không thừa dịp hiện tại làm nhiều tiền đây? Làm nhiều tiền, Dạ Thế trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, trầm giọng nói, nhưng chúng ta chưa chắc có thể còn sống rời đi thiên ma cấm địa. Nếu như ta chiếm được thiên ma cấm quả, vượt qua 3 ngày mới ra ngoài đây, bọn họ cũng không thể một mực thủ tại chỗ này a. Tiêu Phàm đột vẻ mặt tự tin nói. Dạ Thế trầm ngâm chốc lát, truyền âm nói, cần ta làm cái gì? Cố ý làm bộ sinh khí, phối hợp ta liền được. Tiêu Phàm tiếp tục truyền âm, sau đó nhìn xem những người khác, cười lớn tiếng nói, tất nhiên Dạ Thế huynh không nói lời nào, ta liền làm ngươi thừa nhận. Tiêu Phàm, ngươi là đang đắc tội ta thiên ma cung. Dạ Thế tức giận nói. Thiên ma cung ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm với ngươi hữu nghị. Cái này là đủ rồi. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, tổng cộng 10 mai thiên ma cấm quả, ta và Dạ Thế huynh lưu lại một mai, bây giờ còn có 8 cái thiên ma cấm quả có thể dự định, người trả giá cao được. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, Dạ Thế trong lòng không khỏi giận mắng, ngươi nha là điên rồi đi. Thiên ma cấm quả còn không có thu vào trong tay đây, không biết còn tưởng rằng 10 mai thiên ma cấm quả đã đều bị ngươi chiếm được. Nhưng mà một khắc sau, để Dạ Thế mắt trợn tròn chính là, thật sự có người ra giá. Lão hủ chính là Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão, nguyện lấy 50 ức cực phẩm nguyên tinh, thu hoạch được một mai thiên ma cấm quả quyền mua, nếu như tiểu hữu chiếm được thiên ma cấm quả, lão hủ nguyện lấy giá gấp 10 lần mua sắm. Hắc Ma Kiếm Tông lão giả kia đứng ra nói. Lời này vừa nói ra, đám người khóe miệng giật một cái. 50 ức cực phẩm nguyên tinh, vẻn vẹn chỉ là mua một cái quyền mua. Chân chính thiên ma cấm quả nếu như hoa gấp 10, chẳng phải là 500 ức. T, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, 500 ức cực phẩm nguyên tinh, dù cho đối với pháp tôn cảnh cường giả mà nói, cũng là thương cân động cốt a. Cái này Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão, vậy mà như thế đại khí. Dạ Thế càng là lộ ra không thể tin, 500 ức cực phẩm nguyên tinh, tuyệt đối là một bút thiên văn sổ tự. Đã từng thiên ma kiếp địa đấu giá qua một mai thiên ma cấm quả, cũng mới 300 ức cực phẩm nguyên tinh mà thôi, cái kia đã coi như là để người khiếp sợ. Nhưng hiện tại, lại có người nguyện ý 500 ức mua xuống một mai thiên ma cấm quả, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thiên ma cấm quả là vô giá, nhưng là, vị này lão tiền bối thành ý đánh động ta. Tiêu Phàm cũng bị cái này tay của lão giả bút làm cho sợ hết hồn, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Nhưng là, đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, nói, 50 ức cực phẩm nguyên tinh, còn chưa đủ, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết thiên ma cấm quả đáng ngưỡng mộ chỗ. Hắc Ma Kiếm Tông lão giả nhíu mày, hắn cảm thấy mình đã coi như là đại thủ bút, đủ để cho bất luận kẻ nào đáp ứng thỉnh cầu của mình, có thể tiểu tử này vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn lòng tham. Cái kia tiểu hữu muốn như thế nào? Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão cưỡng ép nhìn xuống lửa giận trong lòng, nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, một mai thiên ma cấm quả, đối với vừa mới đột phá thánh tôn cảnh người mà nói, có lẽ, hắn cũng liền giá trị vài ức cực phẩm nguyên tinh mà thôi. Dù sao, hắn chỉ có thể trợ giúp bọn họ tu luyện thành vô thượng kim thân đệ nhất đoán, nhưng là, đối với tiền bối ngài một cái vô thượng kim thân đệ tam đoán người mà nói, nó lại là đại biểu cho có thể giúp người đột phá đệ tứ đoán. Trong đó giá trị bao nhiêu,
không cần ta nói các vị đều hẳn phải biết, hơn nữa đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, tiền bối thiên nhân ngũ suy muốn đến a. Hắc Ma Kiếm Tông ba trưởng lão sắc mặt đại biến, con người hơi hơi lạnh lẽo, đây chính là hắn đại bí mật, ai cũng sẽ không nói cho, bằng không, hắn địch nhân tất nhiên sẽ tìm hắn báo thù. Hắn hiện tại, thực lực không ở đỉnh phong, có thể chưa chắc là cửu nhân đối thủ, Tiêu Phàm nói như vậy, cùng hại hắn không có gì khác nhau. Vậy thì như thế nào? Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối không cần tức giận, nhiều hơn quả thứ nhất thiên ma cấm quả, ta khẳng định cho ngài. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, dù sao ở hắn thiên ma phong, những người này cũng không uy hiếp được tính mạng của hắn. Trầm ngâm mấy tức, lại nói ta chỉ là muốn nói, một mai thiên ma cấm quả đối với ngươi mà nói, hắn không chỉ có đại biểu cho đột phá, hơn nữa đại biểu cho dài rằng giặc thọ nguyên. Hiện tại ngài cảm thấy, nó chỉ trị giá 500 ức sao. Nói đến đây, Tiêu Phàm chỉ bản thân mặc hắc vũ ma giáp, nói thiên ma cung ngũ công tử giả thế, vì một mai thiên ma cấm quả, không ràng buộc cho ta một kiện bát tinh ma giáp, còn có 400 ức cực phẩm nguyên tinh, ngài cảm thấy, 500 ức đủ sao. Giả thế nghe nói như thế, hơi sững sờ. Cái gì gọi là ta không ràng buộc cho một kiện bát tinh ma giáp, ta chỉ là cho ngươi mượn dùng a. Về sau còn muốn lấy lại đây. Về phần cái kia 400 ức cực phẩm nguyên tinh, dù sao hắn không cho qua, tùy tiện Tiêu Phàm làm sao thổi. Nhưng là cái này bát tinh ma giáp, hắn là tuyệt đối sẽ muốn về. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác mình bị lừa, mấu chốt hiện tại hắn phải phối hợp Tiêu Phàm, còn không thể vạch trần hắn. Hắc Ma Kiếm Tông lão giả sắc mặt đỏ bừng, vậy mà lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Dạ thế vì một mai thiên ma cấm quả, hòa đại giới xác thực xa không phải 500 ức, mà là tăng gấp đôi, đạt đến 1.000 ức. Hắn xuất ra 500 ức còn như thế kiêu ngạo, tự nhiên là xấu hổ không chịu nổi. 500 ức cực phẩm nguyên tinh, xem như trả trước một nửa tiền đặt cọc, thứ một cái danh ngạch quy tiền bối sở hữu. Lúc này, Tiêu Phàm tiếng nói tiếp tục vang lên. Đám người trợn to hai mắt, còn cho rằng mình nghe lầm. 500 ức cực phẩm nguyên tinh, chỉ tính một nửa tiền đặt cọc. Là người điên, hay là ta điên? Tiểu tử, người bây giờ còn chưa lấy được thiên ma cấm quả đây. Trong đám người có người khó chịu nói. Mặc cho ai cũng không cam tâm, còn không có lấy được thiên ma cấm quả, liền bỏ ra giá lớn như vậy. Vấn đề này hỏi rất hay. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nói, nếu như không có lấy được thiên ma cấm quả, xem như ta trái với điều ước. Đến lúc đó Tiêu Mỗ chẳng những trả về tất cả nguyên tinh, sẽ còn bồi thường nhiều 50 ức cực phẩm nguyên tinh. Người một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, có nhiều như vậy nguyên tinh sao? Có người khinh thường, cũng khó trách bọn hắn không tin, thật sự là Tiêu Phàm tu vi quá thấp. Ta không phải là mới vừa nói sao? Dạ thế huynh cho ta 400 ức cực phẩm nguyên tinh, hiện tại vừa lúc có 8 cái danh ngạch, ta như thất bại, một cái thiên ma cấm quả không được đến, cũng đầy đủ bồi thường. Điểm này, Dạ thế huynh có thể làm chứng. Tiêu Phàm cười cười nói. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Dạ thế trên người. Thời khắc này Dạ thế, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút gấp rút, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nội tâm không ngừng run rẩy. Gia hỏa này là tay không bắt sói a, nếu là thật một cái đều không lấy được, ta không phải bồi thường 400 ức. Nhưng mà, khi hắn nghĩ đến cái kia 8 cái danh ngạch, cộng lại thế nhưng là 8.000 ức a. 8.000 ức, coi như chia 5, 5, hắn cũng có thể phân đến 4.000 vạn, bản thân cái kia 400 ức, phong phú 4.000 ức, có gì không thể đây. Vạn nhất Tiêu Phàm thật thành công, dù cho chỉ cần lấy được một mai, hắn liền không thua thiệt a. Không sai, bản tôn cho hắn 400 ức, Dạ thế gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức nở nụ cười, cười to trong lòng nói, nha, lần này không hung hăng dọa dẫm các ngươi một bút, ta liền không phải Tiêu Phàm. Các vị, bây giờ muốn thiên ma cấm quả danh ngạch, lên trước giao 500 ức, chỉ có 8 cái danh ngạch, tới trước được trước, bỏ qua, cũng chỉ có thể đợi thêm vạn năm. Tiêu Phàm thanh âm truyền khắp bốn phía nói. Đây là 500 ức, ta dự định một cái danh ngạch. Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão, khẽ cắn môi, cắt thịt đồng dạng ném ra một mai càn khôn giới. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, hài lòng cười một tiếng, tiền bối yên tâm, 8 cái quả thứ nhất về ngươi. Như thế tốt lắm, Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão trầm giọng nói. Còn có lão hủ, tính lão hủ một cái,
Vẻn vẹn tầm 10 tức thời gian, Tiêu Phàm liền nhận lấy 4.000 ức cực phẩm nguyên tinh, hắn phát hiện, vì sao có ít người ưa thích mạo hiểm, loại này thủ đoạn, tiền tài đến quá nhanh. Không được, ta không thể thường xuyên làm chuyện này, bằng không sẽ ghiền. Tiêu Phàm khuyên bảo bản thân. Bình phục một lần suy nghĩ, Tiêu Phàm lại nói các vị tiền bối, các ngươi liền chờ tin tốt lành, lấy được thiên ma cấm quả, vãn bối mau chóng đi ra, có Dạ Thế huynh bảo đảm, các ngươi còn có cái gì lo lắng đây. Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình hướng về thiên ma phong chỗ sâu đi. Dạ Thế luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng mà, Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không nhìn thiên ma cấm địa cấm chế lực lượng, một đường leo lên thiên ma phong. Thiên ma phong bên trên, mây mù quấn, mông lung, có một loại lực lượng kỳ lạ ngăn trở tầm mắt của người, dù cho lấy Tiêu Phàm thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng vài dặm khoảng cách. Tiêu Phàm trên đường đi tìm kiếm thiên ma cấm quả tung tích, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Bất quá tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, lường gạt 4.000 ức cực phẩm nguyên tinh, dù cho không được đến một khỏa thiên ma cấm quả, hắn cũng đã kiếm lợi lớn. Về phần hắn nói tới, nếu như không được đến thiên ma cấm quả, liền bồi thường 50 ức cực phẩm nguyên tinh, tự nhiên là không thể nào thực hiện. Cùng lắm thì bản thân một mực đợi ở trên thiên ma phong, không đi ra là được. 4.000 ức cực phẩm nguyên tinh, đã đủ để cho Tiêu Phàm liều một cái, cho dù là từ tịch diệt cấm địa rời đi, cũng sẽ không tiếc. Dạ Thế, vốn còn muốn tiến về thiên hoang lại giết chết ngươi, xem ra, không cần chờ đến thiên hoang. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hô, cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang từ Tiêu Phàm trước mắt hiện lên, trong nháy mắt hấp dẫn hắn chú ý lực. Thiên ma cấm quả, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Ở hắn số bên ngoài hơn 10 trượng, vậy mà nổi lơ lửng một đầu kim sắc thú nhỏ hư ảnh. Trước đó bởi vì khoảng cách quá xa, vẻn vẹn có thể nhìn thấy thú nhỏ hư ảnh, nhưng là bây giờ cách xa nhau mười mấy trượng khoảng cách, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, hư ảnh bên trong ẩn chứa một mai vàng óng ánh tinh thể. Tinh thể chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, lại ẩn chứa năng lượng bàng bạc chấn động. Khí số, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đây là hắn từ kim sắc tinh thể bên trong cảm nhận được, cũng không có lập tức xông đi lên. Vô thượng kim thân, vốn là khí số dung nhập thể nội chế thành, khó trách thiên ma cấm quả có thể rèn đúc vô thượng kim thân, nguyên lai nó chính là vô số khí số ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm âm thầm cô. Hắn mặc dù nhận ra thiên ma cấm quả bản chất, nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên ma cấm quả bên trong khí số, cùng với những cái khác khí số khác biệt. Chỉ là làm sao khác biệt, Tiêu Phàm lại không nói ra được. Thở sâu, Tiêu Phàm chậm rãi tới gần thiên ma cấm quả, hắn luôn cảm giác cái này thiên ma cấm quả như có linh trí một dạng. Hô, thiên ma cấm quả tốc độ càng nhanh, có lẽ là nó cảm nhận được Tiêu Phàm đệ nhất, xoay người bỏ chạy. Thật sự có linh trí, Tiêu Phàm kinh ngạc, cái này thiên ma cấm quả, không có lẽ chỉ là một loại đặc thù trái cây sao, có thể đây cũng quá đặc thù. Liền linh trí đều có, nếu như bắt được nó, làm sao hạ được cửa đây? Bất quá, lấy thiên ma cấm quả tốc độ như vậy, hắn cho dù muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Còn phải nghĩ một chút biện pháp, nếu như có thể lấy được một mai thiên ma cấm quả, ta cũng có thể đột phá vô thượng kim thân đệ nhị đoán, phối hợp tu la đệ lục biến thi triển, tuyệt đối so với vô thượng kim thân đệ tam đoán cũng chắc chắn mạnh hơn. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hồi tưởng đến vừa rồi thiên ma cấm quả bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng đã có so đo. Thiên ma cấm quả tốc độ khối vụn, nhưng thực lực của nó cũng không làm sao, cũng không đầy đủ lực công kích. Hắn tìm tới một chỗ chỗ khuất, bố trí một cái trận pháp bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, hắn xác định, chỉ cần thiên ma cấm quả xâm nhập mảnh này khu vực, tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng mà, Tiêu Phàm chờ một canh giờ. Vẫn không có nhìn thấy thiên ma cấm quả xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng rồi. Xem ra còn phải rộng tung lưới mới được, Tiêu Phàm thở sâu, dù sao vừa mới chiếm được nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh, đã đầy đủ nhường hắn bố trí không ít trận pháp. Tiếp nhận mấy canh giờ, Tiêu Phàm vòng quanh thiên ma phong bốn phía bố trí mười mấy trận pháp, chỉ cần thiên ma cấm quả xâm nhập, trận pháp liền sẽ tự động khởi động, đến lúc đó, thiên ma cấm quả không thể trốn đi đâu được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm liền cảm ứng được một cái trận pháp khởi động, hắn không chút do dự chạy tới.
chỉ thấy một cái kim sắc thú nhỏ huyễn ảnh ở trận pháp bên trong xuyên loạn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dù cho Tiêu Phàm, cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc tế tuyến tạo thành lưới lớn. Có lẽ là chạy đã mệt, kim sắc thú nhỏ huyễn ảnh rốt cục cũng ngừng lại, lơ lửng ở trận pháp bên trong, lộ ra phiền muộn. Ta biết thú nhỏ này là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên mãnh kinh, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, run giọng nói, phệ mệnh thiên ma, nó là thần thú bảng xếp hạng thứ 6 thần thú phệ mệnh thiên ma. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, thần thú bảng xếp hạng thứ 6 phệ mệnh thiên ma, hắn xếp hạng còn ở tạo hóa âm dương thú phía trước a. Hắn cũng rốt cuộc biết bản thân vì sao cảm thấy cái này kim sắc thú nhỏ nhìn qua quen thuộc, đó là bởi vì hắn gặp qua thần thú bảng xếp hạng đồ phổ. Chỉ bất quá đồ phổ phía trên phệ mệnh thiên ma 10 điểm to lớn, không có cái này kim sắc thú nhỏ nhìn qua khéo léo như vậy, cho nên hắn một cái không có nhận ra. Nhưng là vừa rồi Tiêu Phàm linh quang lóe lên, trong nháy mắt nghĩ tới phệ mệnh thiên ma. Ta sớm nên nghĩ tới, phệ mệnh thiên ma có thể thôn phệ người mệnh cách, so chọc mệnh thiên vĩ còn cường đại hơn vô số lần. Tiêu Phàm âm thầm oán hận. Đồng thời, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên, chẳng lẽ nơi này thật có một đầu phệ mệnh thiên ma, liền cùng lúc trước cửu u ma toan một dạng, những cái này thiên ma cấm quả, chính là lực lượng của nó biến thành. Khả năng này rất lớn, nếu như là thật, vậy trong này khả năng có phiền phức ngập trời. Hồi tưởng một chút bản thân mỗi lần gặp gỡ thần thú trên bảng xếp hạng tồn tại, hắn đều không có thuận lợi qua, bây giờ ở trong này gặp được phệ mệnh thiên ma huyễn ảnh, nhường hắn làm sao không khẩn trương đây? Thiên ma cấm địa, chẳng lẽ là trấn áp phệ mệnh thiên ma cấm địa? Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Nếu thật là dạng này, vậy mình thật đúng là phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Không được, nếu đã tới, vậy trước tiên đem cái này thiên ma cấm quả luyện hóa lại nói, phệ mệnh thiên ma cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, chưa chắc là thật. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, lách mình xuất hiện ở trận pháp bên trong. Thiên ma cấm quả lại muốn chạy trốn độn, nhưng lần này, Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, trận pháp thu nhỏ, hạn chế ở nhất định không gian bên trong, Tiêu Phàm tùy tiện liền tóm lấy nó. Hắn không do dự, há mồm liền đem thiên ma cấm quả nuốt vào trong bụng. Vừa mới cửa vào, viên kia kim sắc tinh thể bỗng hóa thành một loại huyền diệu năng lượng xông vào toàn thân hắn. Ở ngoài thân thể hắn, vậy mà hiện lên từng tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, tựa như độ một tầng thật mỏng vàng một dạng. Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, mới 2-3 canh giờ mà thôi, thật đột phá vô thượng kim thân đệ nhị đoán. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Dù cho kim sắc tinh thể bên trong ẩn chứa bàng bạc khí số, vậy cũng cần thời gian luyện hóa mới đúng a, có thể sự thật hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, rèn luyện vô thượng kim thân đệ nhị đoán sẽ dễ dàng như vậy. Khó trách thiên ma kiếp địa người, nằm mộng cũng muốn lấy được một mai thiên ma cấm quả, hắn giá trị, xác thực không thể đo lường. Đáng tiếc, dạng này trái cây chỉ có thể ăn một mai. Cái thứ hai liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thể tu luyện thành vô thượng kim thân đệ nhị đoán, ta đã thỏa mãn, bây giờ lấy ta nhục thân cường độ, dù cho nguyên tôn cảnh cũng không thể tùy tiện miểu sát ta. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, nói, mà dạng này trái cây, nhưng còn có 9 cái. Tiêu Phàm tính toán một lần, thiên ma phong nhằm vào mệnh cách cấm chế còn kém 2 ngày liền sẽ lần nữa khôi phục tác dụng, đến lúc đó những người khác sẽ lục tục rời đi thiên ma phong. Nói cách khác, hắn còn có 2 ngày. 2 ngày thời gian bên trong muốn tìm tới 9 cái thiên ma cấm quả, đối với hắn mà nói, thời gian vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn đã làm xong chuẩn bị, tiếp xuống 1 ngày thời gian, mình ở thiên ma sơn tận lực nhiều bố trí trận pháp, về phần có thể hay không lấy được thiên ma cấm quả, liền phải xem vận khí. Chỉ là, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, không đợi hắn đem trận pháp bố trí xong. Hắn liền ngoài ý muốn chiếm được một mai thiên ma cấm quả. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp đó, cái thứ hai, quả thứ ba. Tiêu Phàm kích động đã quên đi thời gian, không biết qua bao lâu, hắn vậy mà chiếm được 8 cái thiên ma cấm quả, tăng thêm hắn ăn hết một mai kia, đã 9 cái. Mà lúc này, hắn đã bất chi bất giác đi tới thiên ma phong đỉnh phong nhất, nhìn xung quanh 4 phía, toàn bộ thiên ma cấm địa đều bị hắn quan sát ở dưới chân.
rất có loại đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Chỉ là đại bộ phận thiên ma cấm địa, đều bị tầng mây bao phủ, hắn căn bản không nhìn thấy phía dưới. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm nhất định có thể phát hiện, thiên ma phong dưới chân núi thiên ma kiếp địa tu sĩ, đã bắt đầu rút lui. 3 ngày thời gian, đã sắp trôi qua. Còn có một quả cuối cùng, lấy được một quả cuối cùng, ta liền có thể rời đi. Tiêu Phàm trong lòng nói thầm, hắn hoàn toàn không có để ý thời gian sói mòn. Ánh mắt bản năng nhìn về phía đỉnh núi, rất nhanh rơi vào trung ương một khối kỳ lạ cự thạch. Xa xa nhìn tới, kỳ lạ cự thạch giống như một khỏa thạch thụ, tại hư không khai chi tán diệp, hình tượng hết sức. Ở cái kia thạch thụ đỉnh cao, chính lơ lửng một khỏa kim sắc tinh thể, dĩ nhiên là một quả cuối cùng thiên ma cấm quả. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thạch thụ một bên, lấy tay cúi người hướng về viên thứ 10 thiên ma cấm quả chộp tới. Ân, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên vụt sáng, tựa như ngăn cản hắn cử động một dạng. Bạch sắc thạch đầu lấp lóe đại biểu cho cái gì, hắn quá quen thuộc. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Bây giờ hắn đã được đến 9 cái thiên ma cấm quả, đây có thể nói là cơ duyên lớn lao, nguy cơ hiểm một mực chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm nhíu mày, chậm rãi thu về bàn tay, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn tâm thần nhưng từ loại kia tham lam trạng thái thoát ra. Không đúng, 2 ngày này xuống tới, tất cả quá thuận lợi. Tiêu Phàm lung lay đầu, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn cảm giác mình bị cái gì thao túng một dạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt trở nên khó nhìn lên, nhìn xung quanh bốn phía, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác vẫn như cũ vẫn tồn tại. Nơi này thật sự có người. Mặc kệ vì sao, đối phương mục đích là dẫn ta tới nơi này, ta phải rời đi trước. Tỉnh hồn lại Tiêu Phàm, suy nghĩ chuyển rất nhanh. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi thạch thụ. Nhưng mà lúc này, một cỗ ngập trời lực lượng đột nhiên bao phủ ở trên người hắn. Toàn bộ thân thể hoàn toàn không thể động đậy, dường như cõng vác lấy một cái siêu cấp thế giới một dạng. Ai, Tiêu Phàm thần sắc đại biến, gân xanh trên trán bạo khởi, hai đầu gối không nghe sai khiến, thiếu chút nữa thì phải quỳ lạy xuống dưới. Người cầm bản tổ đồ vật, lại không nghĩ cho bản tổ làm việc. Một đạo thanh âm khàn khàn trong lòng hắn vang lên, không biết từ cái kia phương hướng truyền đến. Tiêu Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi, run giọng nói, ngươi là phệ mệnh thiên ma. Trước đó thuận lợi lấy được 9 khỏa thiên ma cấm quả, cơ hồ khiến hắn quên rồi phệ mệnh thiên ma tồn tại, cho tới bây giờ mới nhớ. Ngươi cứ nói đi, thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, đem viên này thạch đầu rời đi, một viên cuối cùng khí số tinh thể cho ngươi. Khí số tinh thể, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, bản thân đã đoán đúng, cái này cái gọi là thiên ma cấm quả, liền là thuần túy khí số tinh thể. Hơn nữa vô cùng có khả năng chính là phệ mệnh thiên ma thôn phệ sau thả ra vô chủ khí số ngưng kết tinh thể. Nói đến là một loại châm chọc, tất cả mọi người tranh đoạt thiên ma cấm quả, kỳ thật chẳng qua là thiên ma cấm quả không cách nào tiêu hóa dư thừa khí số mà thôi. Mặt khác, Tiêu Phàm tò mò là, phệ mệnh thiên ma rốt cuộc là thôn phệ ai khí số, liền hắn tầng thứ này chuyên môn thôn phệ mệnh khí thần thú đều không thể luyện hóa triệt để. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ tới thiên ma phong ngoại hình, nơi này, nhìn qua không giống là một cái cầm kiếm quỳ một gối xuống người sao. Chẳng lẽ, phệ mệnh thiên ma cắn nuốt chính là hắn mệnh khí? Kiếm ma lão quỷ, trấn áp bản tổ trăm vạn tuế nguyệt, bản tổ thật vất vả mài chết hắn, cũng nên đã thoát khốn. Thanh âm khàn khàn nói một mình, cực kỳ tự tin nói, không cần ngươi hỗ trợ, bản tổ rất nhanh cũng có thể thoát khốn. Có đúng không? Tiêu Phàm nội tâm rõ ràng không tin, ngươi nếu là có thể thoát khốn, há lại sẽ cố ý dụ hoặc ta. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm xem như triệt để minh bạch, những cái này thiên ma cấm quả, hẳn là phệ mệnh thiên ma thôn phệ kiếm kia ma lão quỷ mệnh cách mới hình thành. Hơn nữa mỗi hơn vạn năm, phệ mệnh thiên ma đều sẽ đem dư thừa vô chủ khí số bước ra ngoài thân thể, ngưng kết thành tinh thể, cũng chính là những cái này thiên ma cấm quả. Tiền bối. Tất nhiên ngài có thể thoát khốn, làm sao khổ khó xử vãn bối. Tiêu Phàm vẻ mặt cầu khẩn nói, hắn nhưng không dám nhận mặt chửi mắng phệ mệnh thiên ma. Mặc dù phệ mệnh thiên ma không cách nào thôn phệ mệnh của hắn ô vuông mà giết hắn, nhưng là, thực lực chênh lệch cũng là cực kỳ chí mạng. Không nghĩ tới cách xa nhau trăm vạn tuế nguyệt,
thiên địa còn có vô mệnh chi nhân tồn tại. Tiểu tử, người chẳng lẽ không biết, vô mệnh chi nhân là bản tổ khắc tinh sao? Phệ mệnh thiên ma ngữ khí biến băng lạnh, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, muốn lấy được viên thứ 10 khí số tinh thể, hủy đi thạch đầu, sau đó bản tổ nhường ngươi chạy trốn thời gian uống cạn chung trà, nếu không ta trực tiếp làm thịt ngươi, sau đó bản tổ 10 năm sau trở ra. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu phệ mệnh thiên ma liền không có nghĩ tới thả bản thân. Không có lựa chọn khác, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tiền bối, thiên hạ đã đại biến, vãn bối đối với ngươi có lẽ có điểm chỗ dùng. Trốn thời gian uống cạn chung trà, không phải liền là vài phút sao, hắn cũng không cho rằng, bản thân vài phút bên trong liền có thể từ phệ mệnh thiên ma trong tay đào tẩu. 3. Nhưng mà, phệ mệnh thiên ma căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Ta tuyển loại thứ nhất, Tiêu Phàm vội vàng nói, ngay sau đó, hắn lấy tay hướng về viên thứ 10 thiên ma cấm quả chộp tới, trên người cỗ kia lực lượng lặng yên không một tiếng động biến mất. Tiêu Phàm bắt được viên thứ 10 thiên ma cấm quả một sát na kia, thạch thụ đột nhiên rung động kịch liệt, rậm rạp chằng chịt mạng nhện xuất hiện ở phía trên. Đồng thời, dưới chân thiên ma phong bắt đầu lay động, tòa kia đặc biệt như kiếm một dạng thạch phong càng là nhanh chóng đổ sụp lên. Tiêu Phàm biết rõ, phệ mệnh thiên ma không phải là muốn buông tha hắn, mà là tại hắn giải phong thời gian một chén trà bên trong, phệ mệnh thiên ma hẳn là nhất định phải toàn lực phá phong, cái này thời gian uống cạn chung trà bên trong tự nhiên không đối phó được hắn. Dám uy hiếp ta, xem ai giết chết ai. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mắt phải bên trong đột nhiên bắn ra một tia ô quang, cực tốc hướng về thạch thụ vị trí bay đi. Hắn đã không kịp thấy kết quả, xoay người bỏ chạy trừ bỏ thiên ma phong phạm vi. Lờ mờ nghe được phía sau truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó không khí đều trở nên hết sức bạo động lên, dường như trời sập một dạng. Tiêu Phàm không biết mình sinh tử mâu phải chăng có thể đối phệ mệnh thiên ma hữu hiệu, nhưng đây là hắn duy nhất nghĩ đến có thể ứng phó phệ mệnh thiên ma. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn vận rủi chi quang, đối phệ mệnh thiên ma hẳn là hữu dụng. Đáng tiếc, hắn không kịp chứng minh cái gì, chỉ hy vọng mau chóng chạy ra thiên ma cấm địa. Nguyên bản hắn còn muốn chờ thời gian trôi qua, mới hảo hảo kéo một đoạn thời gian, dù sao lường gạt người khác 4.000 vạn cực phẩm nguyên tinh hắn cũng không chuẩn bị trả về. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Thời gian uống cạn chung trà sẽ trôi qua rất nhanh, hắn nếu không chạy ra đi, liền không trốn thoát. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, hắn chỉ hy vọng, những cái kia tông môn thế hệ trước cường giả có thể ngăn chặn phệ mệnh thiên ma, kể từ đó, hắn thì có chạy thoát hy vọng. Bằng không mà nói, phệ mệnh thiên ma cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Thời gian trở lại thời gian một chén trà trước đó, thiên ma phong tất cả mọi người đều đã lùi đến thiên ma cấm địa cửa ra, một cái đều không có rời đi, mà đang chờ lấy Tiêu Phàm. Dạ Thế sắc mặt có chút khó coi, hắn phát hiện không ít người ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên, những người này đều nhận định hắn cùng Tiêu Phàm là cùng một bọn, một khi Tiêu Phàm về không được, hoặc là trở về không bỏ ra nổi thiên ma cấm quả, bọn họ liền sẽ tìm Dạ Thế phiền phức. Gia hỏa này sẽ không ra được rồi a. Dạ Thế âm thầm cô, trong lòng áp lực vẫn rất lớn. Hắn mặc dù là thiên ma cung cung chủ ngũ nhi tử, nhưng thế lực khác cũng không yếu, có một ít càng là trưởng lão cấp bậc nhân vật, thật muốn tìm hắn để gây sự, hắn Dạ Thế tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Dạ Thế công tử, cái kia Tiêu Phàm sẽ không ra ngoài a. Hắc kiếm ma tông tam trưởng lão híp hai mắt nhìn xem Dạ Thế, nghĩ đến bản thân cái kia 500 ức nguyên tinh, hắn cũng có chút đau lòng. Mặt khác 7 cái lão giả cũng giống như thế, 500 ức nguyên tinh, không sai biệt lắm là bọn hắn suốt đời tích xúc, cũng không muốn cứ như vậy phó mặc. Hắn sẽ không, ta tin tưởng hắn, Dạ Thế cắn răng nói. Kỳ thật, hắn nội tâm đã bắt đầu dao động. Có người nói, Tiêu Phàm lần thứ nhất xuất hiện chính là từ thiên ma cấm địa đi ra, hắn vô cùng có khả năng chính là từ nơi này tiến vào thiên ma kiếp địa. Hiện tại, gia hỏa này lại đợi ở thiên ma cấm địa, vạn nhất hắn lại từ nơi này ly khai, trở lại thiên hoang đây. Khả năng này rất lớn, như loại này vết chân thiếu đến cấm khu, thường thường chính là hai đại thế giới liên thông chỗ. Chờ đợi chốc lát, Dạ Thế đã lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà Tiêu Phàm còn không có xuất hiện. Hô,
không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, nơi xa một chiếc thần chu cực tốc bay tới, hai đạo bóng người ở không ít người ủng hộ phía dưới nhảy xuống thần chu. Ngũ ca, Tiêu Phàm đây, một người trong đó quát to, thần sắc có chút sốt ruột. Dạ Thế nhíu mày, hắn rất khó chịu đối phương giọng nói chuyện, nhưng làm hắn nhìn người tới lúc, cũng chỉ đành đem loại này khó chịu nén ở trong lòng. Lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Dạ Thế vẻ mặt tha thiết nói. Không sai, người tới chính là Dạ Chí Tôn, nhìn Dạ Chí Tôn dáng vẻ, hắn thương thế hẳn là còn không có khôi phục, cấp thiết như vậy tới nơi này tìm Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn cùng Tiêu Phàm tình nghĩa thật như thế không tầm thường? Khó trách Tiêu Phàm trước đó nhìn thấy Dạ Chí Tôn thụ thương, còn muốn lưu lại chờ hắn thức tỉnh. Nếu như Dạ Chí Tôn biết rõ Dạ Thế ý nghĩ, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Tiêu Phàm ở đâu? Dạ Chí Tôn không để ý đến Dạ Thế, cặp mắt đỏ ngầu tìm bốn phía lấy cái gì, mang theo một cỗ khắc cốt minh tâm cửu hận. Oanh, Dạ Thế mới vừa chuẩn không mở miệng nói chuyện, đột nhiên thiên ma cấm địa vị trí truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn tới. Sau một khắc, đám người tất cả đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ thấy mây sâu chỗ thiên ma phong, vậy mà trực tiếp nổ tung, vô số toái thạch bay về phía bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một cỗ hung lệ khí tức cuốn tới, tất cả mọi người lông tóc dựng đứng, lưng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra, thiên ma phong nổ tung, thật chẳng lẽ có thiên ma xuất thế? Không có khả năng. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, thiên ma cấm địa là một mảnh cấm địa sinh mệnh, cũng không có cái gì thiên ma tồn tại. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhưng không khỏi lộ ra kinh hãi ý tứ. Không được, ta phải rời đi nơi này, có người chịu không được cỗ kia áp lực, quay người liền hướng nơi xa bay đi. Có thể đạt tới đây, cơ bản đều là thánh tôn cảnh, dạng này cảnh giới thế nhưng là có thể từ nơi sâu xa cảm ứng một chút nguy hiểm. Giờ khắc này, rất nhiều người đều cảm ứng được khí tức nguy hiểm, tự nhiên không dám dừng lại ở chỗ này. Nhưng là, vẫn như cũ còn có một vài người không hề rời đi, Dạ Thế không có, những cái kia cho Tiêu Phàm 500 ức nguyên tinh người cũng không có. Như vậy rời đi, bản thân cái kia 500 ức cực phẩm nguyên tinh chẳng phải là uổng phí. Mấy tức thời gian, nơi sơn cốc tu sĩ liền rời đi hơn phân nửa, lưu lại, không ai không phải kẻ tài cao gan cũng lớn. Các ngươi nhìn, nơi đó có một người. Lúc này, trong đám người có người kinh hô. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một bóng người, liều mạng hướng lối đi ra bay tới. Tiêu Phàm, Dạ Chí Tôn thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nếu như Tiêu Phàm không ra, hắn sẽ phải thảm. Một bên tam trưởng lão Dạ Thành lộ ra vẻ phức tạp, trên đường đi, hắn nhưng là từ Dạ Chí Tôn trong miệng nghe nói Tiêu Phàm thân phận chân chính. Theo lý thuyết, hắn hẳn là giết Tiêu Phàm mới đúng. Nhưng mấu chốt là, Dạ Ma Khung lại là thừa nhận Tiêu Phàm một thân phận khác, hắn cái này làm trưởng lão, đương nhiên sẽ không vi phạm cung chủ mệnh lệnh. Hắn hiện tại, liền sợ Dạ Chí Tôn hạ lệnh, nhưng hắn giết chết Tiêu Phàm, khi đó, hắn còn thật không biết lựa chọn như thế nào. Tiêu huynh, Dạ Thế nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, phảng phất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một dạng. Tiểu Hữu, có thiên ma cấm quả. Tiểu Hữu, ta thiên ma cấm quả đây. Dạ Chí Tôn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh Dạ Thành giết chết Tiêu Phàm, có thể để hắn kinh ngạc chính là, các đại tông môn thế lực trưởng lão, tất cả đều tha thiết nghênh đón. Đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Phàm không phải vừa tới thiên ma kiếp địa không lâu sao, hơn nữa hắn vẫn còn đợi ở thiên ma cung, làm sao sẽ cùng các đại tông môn trưởng lão quan hệ tốt như vậy. Dạ Thành cũng là kinh ngạc hết sức. Bất quá hắn cũng biết, Dạ Chí Tôn đoán chừng không dám hạ lệnh ứng phó Tiêu Phàm. Nếu là hắn dám động thủ giết Tiêu Phàm, những cái kia trưởng lão liền dám giết bọn họ. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần sắc phức tạp nhất, hắn liếc mắt liền thấy được Dạ Chí Tôn, trong lòng ảm đạm không tốt, vừa mới chuẩn bị chạy trốn đây, đột nhiên nghe được những cái kia trưởng lão thanh âm. Hơn nữa, hắn cũng biết, mình nếu là hướng thiên ma cấm địa chạy vừa, chỉ có thể chết càng nhanh. Nghĩ vậy, hắn chỉ có thể kiên trì bay ra ngoài. Các vị tiền bối, thiên ma cấm quả ta đã được đến, nhưng nơi này nguy hiểm, thiên ma cấm khu bên trong, có thiên ma xuất thế. Tiêu Phàm bay ra khỏi sơn cốc, liền lo lắng quát to. Hắn cũng không phải đang nói láo, vừa rồi tiếng nổ kia, chính là phệ mệnh thiên ma đi ra,
hiện tại không chạy, chờ chút liền chạy không thoát. Thiên ma xuất thế, ai sẽ tin ngươi? Dạ Chí Tôn cười lạnh không thôi, vừa mới chuẩn bị vạch trần Tiêu Phàm thân phận, có thể những lão giả kia đã đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiểu hữu yên tâm, có chúng ta ở đây, dù ai cũng không cách nào động tới ngươi một sợi lông. Hắc Kiếm Ma Tông tam trưởng lão bảo đảm nói, các trưởng lão khác cũng phụ họa không thôi. Dạ Chí Tôn nghe đến mấy cái này người, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Giết Tiêu Phàm, hiện tại sợ là Tiêu Phàm giết hắn, mới lại càng dễ a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 196.